Trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể Phật tử, phụ mẫu xa rồi nghỉ số thân, giờ đây cách biệt tuổi dương trần, con khờ tối lại mong đầu ngõ, cháu dài chiều qua đời trước sân. Được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này quả thật là một phước báo rất lớn của chúng ta đang có, mà được lớn khôn trưởng thành cũng đều vào nhờ đôi bàn tay của mẹ và những giọt mồ hôi của cha. Công lao ấy sao có thể nói hết thành lời được. Có thể cảm nhận rằng chính những lời dạy của cha mẹ là niềm hạnh phúc vô tận của mỗi con người mà chúng ta đang được thọ nhận. Nhưng đâu đó dòng sanh diệt theo thời gian rồi cũng sẽ lấy đi người cha, người mẹ kính yêu của chúng ta. Là người con sao không tránh khỏi được những dòng cảm xúc nghẹn ngào. Nhưng chúng ta may mắn được hiểu chân lý của Phật Đà, biết tìm về nơi an trú tỉnh thức, biết tìm về nơi cội nguồn và biết được những việc làm thật sự có ích, ý nghĩa dành cho cha và dành cho mẹ, để có thể báo đáp được một phần công ơn sinh thành của cha và mẹ theo những lời dạy của Đức Phật. Hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2019, nhằm ngày 21 tháng 5 năm Kỷ Hợi, tại tỉnh thất Quan Âm, chúng con hôm nay được sự chứng minh và chỉ dạy của ân sư Thượng Giác Khả Nhàn, thiết lễ cúng dường trai tăng nhân mùa an cư kiết hạ của chư tôn đức tại tỉnh thất Quan Âm, đoàn Phật tử tại Iceland trở về Việt Nam thiết lễ cúng dường để hồi hướng kỳ an cho toàn thể gia đình, thân bằng quyến thuộc, cầu siêu cho hương linh Nguyễn Kiến Dân và hương linh Đỗ Văn Nhung nhờ oai thần của Tam Bảo mà được tóc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh được an lạc. Giờ đây trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, dưới sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây xin mời đại diện cho Phật tử Đỗ Thị Thanh Thảo, pháp danh Diệu Âm Liên An, xin được đại diện cho toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tất bạch cúng dường Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ chứng minh.
Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2019, nhằm ngày 21 tháng 5 âm lịch. Chúng con xin đại diện cho đạo tràng Vô Lượng Thọ tại Iceland, nhóm cộng tu nhỏ của băng đạo. Vân tập về tịnh thất Quan Âm, trước là đảnh lễ Tam Bảo và sau là vấn an sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni và các cụ. Hôm nay đầy đủ nhân duyên, gia đình chúng con và đạo tràng thành tâm thiết lễ trai tăng để hồi hướng cầu siêu cho ba của con là Quỳnh Kiến Dân, hưởng thọ 77 tuổi, mất ngày 10 tháng Giêng năm 2018 tại Iceland. Và ông nội của con là Đỗ Văn Nhung, hưởng thọ 87 tuổi, mất tại Việt Nam vào ngày 24 tháng 4 âm lịch năm 2018. Cùng tất cả chư vị hương linh nương nhờ oai thần của Tam Bảo mà được tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Và giờ đây, trước Đại Hùng Bụ Điện trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, Đức Phật có dạy: như viên ngọc quý giữa đêm dài, không đèn soi sáng có ai hay, cũng vậy Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Sinh ra thời mà không được gặp Phật là nỗi bất hạnh lớn lao cho chúng sanh, mà chủ yếu là xã hội loài người. Song thật diệm phúc thay, chúng con còn có giáo pháp của Phật, còn có chư tăng ni là những bậc trưởng tử của Như Lai, đang tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự, trên hoằng dương chánh pháp, dưới hạ hóa chúng sanh. Đó là điều mà hàng Phật tử chúng con hằng tâm niệm. Nhiều năm về trước, chúng con thật may mắn được nghe những lời giáo pháp ngữ của lão sư thượng nhân Thượng Tịnh Hạ Không qua mạng internet. Và sau đó con biết đến Tịnh Thất Quan Âm, biết sư phụ cũng qua mạng internet. Chúng con đã vâng lời lão sư, nỗ lực tu sửa lỗi lầm và vâng lời sư phụ chỉ dạy trường chay kiên giết. Nhận biết chính mình, quay vào nội tâm để kiểm điểm, thì con cũng theo đó mà hành và làm theo. Từ đó đến nay, chúng con sống an lạc hơn trước thời gian chúng con chưa học Phật. Vào năm 2015, con gặp được bác Dung và em Thủy. Theo lời đề nghị của bác và em, thì chúng con đã thành lập đạo tràng đến hôm nay. Con xin thành tâm tán thán quý liên hữu đã đồng tâm và đồng hành. Trong buổi lễ hôm nay, có gia đình của em Thủy, gia đình cô Lan cũng vượt ngàn dặm xa xôi về tỉnh thất Quan Âm để được nghe chánh pháp. Kính bạch sư phụ tôn kính, đạo tràng, con thường cộng tu vào ngày chủ nhật, đọc kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A Di Đà và lại Phật theo điệu niệm của sư phụ. Chúng con cũng đã theo điệu niệm này mà hộ niệm cho ba và ông nội của con. Thật sự lợi ích rất thù thắng. Hai cụ đã ra đi trong tiếng niệm Phật của các con, thân tướng mềm mại và an tường như là đang ngủ vậy. Thật là vi diệu cho một câu Phật hiệu A-di-đà. Chủ nhật hàng tuần, chúng con cùng dìu dắt nhau và hỗ trợ nhau cùng nhau học tập. Bên xứ sở này, rất hiếm người chịu niệm Phật, và con cũng xin thưa với đại chúng là chúng con bên này không có chùa và dĩ nhiên cũng không có pháp sư giảng pháp tại địa phương. Cho nên chúng con thiết nghĩ nhân duyên của các cụ và đại chúng tại nơi này thật là tốt. Kính chúc mọi người luôn tu học thật tốt để làm biểu pháp cho chúng con và tất cả chúng sanh, để chân thật đền đáp
công ơn của sư phụ đã vì đại chúng của tỉnh thất Quan Âm mà lo lắng bao nhiêu năm nay. Chúng con từ ngàn dặm xa xôi, tuy phương tiện cũng không dễ dàng, nhưng chúng con vẫn một lòng hẹn nhau về tại nơi này. Chúng con cũng ước mơ một ngày nào Đức Phật A Di Đà sẽ gia trì cho đất nước băng đảo của chúng con có được một ngôi tam bảo đúng chánh pháp, thì dân thật lợi ích cho một phương này. Con thật luôn hy vọng ước nguyện sẽ được thành tựu. Kính bạch sư phụ tôn kính, thật sự là nhân duyên vô lượng kiếp không cầu mà gặp được chánh pháp, chúng con vô cùng trân quý. Trân quý cái sinh mạng này cha mẹ đã cho con. Chúng con xin cảm ơn đấng sanh thành đã cho con đến cuộc đời này để được gặp chánh pháp, gặp được lão sư thượng nhân và sư phụ. Con xin cảm ơn. Chúng con xin vâng lời chỉ dạy của ân sư thượng nhân Thượng Tịnh Hạ Không và sư phụ Thượng Giác Hạ Nhàn. Con xin học và cố gắng niệm Phật cho thật tốt, để một đời này chúng con được diện kiến A Di Đà Phật, để đền đáp ân Phật, ân lão sư, ân sư phụ, ân dưỡng dục sinh thành của song thân. Con sẽ cố gắng và con không bỏ cuộc. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay nhân mùa an cư kiết hạ, chúng con vâng lời Phật dạy, thành tâm thiết lập trai tăng, kính dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Sau cúng dường hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni, Phật phẩm ti tô sơ nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng chí thành chí kính của chúng con, thành tâm như pháp cúng dường. Nhờ công đức này và sức chú nguyện của chư tôn đức mà hương linh tổ tiên ông bà nội ngoại hai bên của chúng con từ vô lượng kiếp đến nay, cùng tất cả chư vị hương linh, vong linh, anh linh được siêu sanh Phật quốc, cùng hiện tiền đệ tử chúng con tiêu trừ nghiệp chướng, tinh tấn tu hành, chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Và cũng xin cầu nguyện cho ba ngôi cao cả tồn tại thế gian, trăm họ đề huệ, uy linh gia hộ, rừng thiền hoa nở, phước huệ trang nghiêm, bể khổ sống yên, thuyền từ phổ độ, Phật Nhật Huy Hoàng, Pháp Âm Vĩnh Sướng, dân an nước thịnh, gió thuận mưa hòa, chư tai tiêu diệt. Lễ tuy bất túc nhưng lòng cung kính hữu dư, ngưỡng mong quý ngài từ bi ai mẫn chứng minh, hứa khả nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức. Kính thưa toàn thể Phật tử, vừa qua là những lời tất bạch chí thành chí thiết của Phật tử Đỗ Thị Thanh Thảo đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin thành tâm đề đầu và đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ xướng lễ niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con không biết nói gì hơn, nguyện trên Tam Bảo thùy từ gia hộ cho quý ngài, pháp thể được vô lượng khinh an, pháp âm lưu chuyển, giới đức cao tăng, tuệ đăng thường chiếu, đạo pháp viên thành, để mãi mãi là cây đại thọ che mát cho chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở về quê hương Tây Phương Cực Lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con đã hết sức cố gắng, nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất. Nguyện mong chư tôn đức thùy từ ai mẫn hỷ xả cho chúng con. Bao niềm tôn kính từ hoan hỷ, hình bóng trang nghiêm bóng tăng già, chúng con khẩu đầu cung kính lễ, bậc chúng trung tôn trong thế gian. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái cúng dường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên năng sư thượng giác hạ nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể Phật tử, xưa Thế Tôn hiện trần cứu thế, độ bao người đắc giác lìa mê, học hành ngài chư tăng tiếp bước, hoằng truyền chánh pháp dẫu nhiêu khê. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin thành tâm đê đầu và đảnh lễ cung thỉnh ân sư thượng giác hạ nhàn từ bi hoan hỷ vận chuyển thiền âm ban đạo từ cho hàng đệ tử chúng con được ăn triêm công đức, và chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2019. Nhằm ngày 21 tháng 5 năm Kỷ Hợi. Hiện giờ là 9 giờ kém 10 phút sáng giờ Việt Nam. Giấc nhàn đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay là ngày cộng tu Chủ Nhật hàng tuần tại tỉnh thất Quan Âm. Và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay có đạo tràng Vô Lượng Thọ ở băng đảo Iceland. Gia đình của cô Liên An Đức Trí cùng với đạo tràng phát Bồ Đề Tâm về đây để cúng dường trai tăng. Và gia đình cũng như đạo tràng đã chuẩn bị gần 2 tháng với cái tâm nguyện của gia đình, mục đích đó là hồi hướng kỳ siêu cho người cha và ông nội cũng như là cứu quyền thất tổ, và hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc những người đang còn hiện hữu. Gia đình cổ thì không có giàu, chúng tôi cũng biết cách đây 5-6 năm có một dịp chúng tôi qua đảnh lễ lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không. Hai vợ chồng bay cũng mười mấy 20 tiếng từ Iceland qua bên Hồng Kông để đảnh lễ Hòa Thượng. Được phước duyên cũng được đảnh lễ Hòa Thượng mấy lần. Bởi vì tâm nguyện của hai vợ chồng cũng như các vị trong đạo tràng cũng còn trẻ thôi, nhưng mà hết lòng để cầu nguyện vãng sanh. Nhiều lần cô Liên An là cô mà nãy đọc bài Tắc Bạch cúng dường trai tăng có nói: kính thưa sư phụ, con đã chuẩn bị hết rồi. Hỏi chuẩn bị gì? Con chuẩn bị Đức Phật A Di Đà xuống đón khi nào là con về khi đó. Tức là
không có quyến liếng dính líu gì. Khi mình nghe đến điều này thì mình tưởng chừng như con người đó đang quay lưng lại với cuộc đời, không có bổn phận với lại gia đình, không có trách nhiệm với con cái, đúng không? Đó là cái điều mà phàm phu hay nghĩ, đó là khi mình ra đi, bỏ lại chồng con, sự nghiệp của cải, là chúng ta không có bổn phận. Nhưng mà riêng đối với các vị tổ Phật Bồ Tát muốn đem mình về bên Tây Phương Cực Lạc để hàm dưỡng, cho mình thành tựu được những cái gì sẵn có ở trong tánh đức, đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu tận thông, để cho nó khôi phục lại những cái diệu dụng ở trong tánh đức. Thì khi mình khôi phục lại được rồi, mình mới giúp đỡ chúng sanh, nó mới viên mãn. Còn mình đã lỡ vì cái nghiệp báo nó dắt dẫn mình vào trong cái cõi ta bà này, hàng ngày mình tạo nghiệp nhiều hơn tạo phước, đó là nghiệp ác á. Cho nên nếu ai mong ra khỏi cảnh ta bà ngũ trược ác thế này càng sớm càng tốt, là đúng với tâm nguyện và tâm hạnh của các vị tổ. Lão Phật gia Ấn Công Đại Sư là tổ sư Ấn Quang, ngài nói sao quý vị? Tôi mong Đức Phật A Di Đà rước tôi về Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Ngài là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài muốn về lúc nào về, phải không? Nhưng mà ngài nói cái đó là để cho cái biểu pháp á, để cho hàng phàm phu chúng ta làm theo. Chứ khi mà cổ nói đến cái câu là con đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, Phật rước con đi lúc nào là con đi liền lúc đó. Mà khi Phật đã rước mình đi rồi thì Phật có cái trách nhiệm phải lo cho con cái mình, lo cho chồng con sự nghiệp, lo cho cha mẹ mình. Cái phước mà được về cực lạc á, nó bảo bọc được cái gia đình, sự nghiệp, con cái, bảo bọc được. Quý vị tin điều này không? Điều mình không tin Phật, mình lo lắng, mình kêu con đi như vậy rồi con cái con ai lo? Người này chưa tin Phật. Ví dụ như là chúng tôi đang ngồi niệm Phật, Phật Di Đà xuất hiện nói ông giác nhàn, giờ ông về cực lạc nha. Nếu mình ngồi suy nghĩ, mình kêu cái đạo tràng, nếu mà con về cực lạc rồi, chủ nhật ai lên đạo tràng giảng đây? Không phải lo chuyện này. Rồi một tháng chi dùng mấy trăm triệu, rồi tiền đâu mà chi dùng đây? Điều mình chưa tin Phật cho nên mình mới suy nghĩ lăng tăng, lo lắng linh tinh như thế. Chứ thực sự mình đã tin Phật rồi, khi Phật đưa mình về Tây Phương Cực Lạc rồi, ngài sẽ lo cái đạo tràng cho mình. Vì cái điểm mà mình lăng tăng suy nghĩ chưa xả ly được ta bà, cho nên thành ra cái vấn đề mà muốn về mình không được liền, không được về. Cái người mà thực sự họ nhìn cho thấu, buông cho chót được á, mà họ tích lũy đủ thiện căn phước đức nhân duyên á, Phật rước cái là họ về liền, Phật kêu họ đi cái họ về liền. Ra cái việc mà pháp môn tịnh độ, cái tông chỉ để mà mình đạt được á, là mình phải về tới Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật A Di Đà, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh, lúc đó mình mới thành tựu được cái tông chỉ của tịnh độ. Dầu cho quý vị ở đây niệm Phật nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội, nhưng mà không phát nguyện vãng sanh, thì người này cũng chưa tu đúng với tông chỉ tịnh độ. Người này chưa nhất tâm bất loạn, người này chưa được niệm Phật tam muội, mà tín nguyện họ đầy đủ, lúc lâm chung họ chỉ cần 10 niệm họ về tới Tây Phương Cực Lạc, hơn cái người mà họ nhất tâm bất loạn mà họ không nguyện vãng sanh. Dầu cho niệm Phật nhất tâm bất loạn đi nữa, nhưng mà khi mình bắt đầu nhập thai là nó mê. Bồ Tát còn mê khi chuyển ấm, thanh văn vẫn muội rút la thai. Cho nên thành ra các vị Phật tử ở bên Ai Sẽ Lành, chúng tôi biết không có giàu có,
để dành gom góp từng đồng từng cắc đem về đây để phóng sanh, ngày mai tặng quà cho các vị mù khuyết tật ở Đức Trọng, rồi hôm nay cúng dường tịnh tài với lại là tịnh phẩm thức ăn thanh tịnh để cho chư tăng chư ni dùng một bữa thọ trai trong mùa hạ an cư này, và cúng dường thức ăn cho toàn thể quý Phật tử hôm nay về đây cộng tu. Quý vị quan hiểu không ạ? Hôm nay mình về mình tham dự mà mình không có tiền mình cúng, nhưng mà khi mình nghe điều này mình tùy hỷ. Khi mà mình tùy hỷ như vậy là bao nhiêu cái công đức mà người ta cúng dường á, mình thọ nhận được, gọi là tùy hỷ công đức. Cho khi mình đến một cái đạo tràng, khi mà người ta phát tâm cúng dường, hoặc là mình nghe pháp, hoặc mình phóng sanh, mình nghe mình tùy hỷ là nó có cái công đức tùy hỷ. Công đức tùy hỷ này đòi hỏi mình phải có một cái công phu tu tập và có một cái môi trường để nó tích lũy. Nên ra cái phước mà cúng dường trai tăng nó rất là thù thắng. Mình đem một hộp cơm á, con kiến nó đang đói á, mình đem một hạt cơm mình đem mình cho nó mừng dữ lắm. Bữa đó nó có một bữa thức ăn mà nó ăn mấy ngày, có khi mấy tuần. Thì con người này tích lũy cái phước báu đối với loài súc sanh. Nhưng mà loài súc sanh đó cái phước nó kém, cho nên không bằng mình đem một bát cơm nguội. Bởi vì mình hết cơm nóng rồi mình đem cơm nguội. Người ăn xin đi ngang qua nhà mình á, mình không kịp nấu cơm còn cơm nguội, mình đem bát cơm đó với tâm chí thành đem đi mình dâng, mình tặng cho cái người ăn xin đó, cái phước hơn cho con kiến. Đúng không quý vị? Bởi vì để mà con người đó mà họ hết phước cho nên họ làm loài súc sanh, cái phước họ kém. Cho mình cho con kiến như vậy đó, cái phước không bằng cho một người ăn xin. Mà người ăn xin đó mình tặng cho họ một cái bữa cơm đó, một cái bát cơm đó, không bằng mình tặng cho những người mà họ phát tâm ăn chay, mà họ là con người mà họ biết tu tập, họ về đây họ niệm Phật, họ nghe pháp, họ tùy hỷ. Mà mình đem cái thức ăn, đồng tiền mồ hôi nước mắt mình làm bằng cái nghề nghiệp thanh tịnh á, gọi là chánh nghiệp á, mà mình đem để mà mình cúng dường, cúng là cung phụng, dường là nuôi dưỡng, tặng cho họ một buổi ăn, cái phước người này lớn hơn là cúng dường tặng cho người ăn xin, đúng không quý vị? Rồi bắt đầu nó cứ nâng cấp lên, tặng cho cúng dường một buổi ăn cho phàm tăng, là chư tăng chúng tôi là gọi là phàm tăng, không bằng cúng dường cho một vị thánh tăng. Rồi cúng dường cho thánh tăng đó không bằng cúng dường cho các vị A-la-hán. Rồi A-la-hán cúng dường cho A-la-hán không bằng cúng dường cho hàng Bồ-Tát. Cúng dường cho hàng Bồ-Tát không bằng cúng dường cho Phật. Bởi vì cái cấp độ của Phật là công đức viên mãn, phước huệ viên mãn. Như vậy hôm nay các Phật tử hôm nay mình không có tiền để mình đem về mình cúng dường trai tăng, thì bây giờ mình cúng dường cái gì cho Phật? Cúng dường câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này dễ cúng dường không? Cái đạo tràng này chúng tôi quý ở cái điểm là họ chân thật niệm Phật. Có một ông cụ 87 tuổi từ bên đó về, ông niệm Phật xuyên suốt. Cúng dường câu Phật hiệu, từ trong tâm chân thật khởi lên câu Phật hiệu, niệm thoát ra ngoài miệng, lọt vào trong tai, tâm luôn luôn nhớ tưởng câu Phật hiệu, nhớ tưởng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhớ tưởng công đức câu Phật hiệu, nhớ tưởng công đức của Phật bất khả tư nghì. Người nào mà chân thật niệm được câu Phật hiệu bằng tâm chí thành chí kính, mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài tán thán người đó. Cho nên cái người mà cúng dường câu Phật hiệu, niệm câu Phật hiệu là người ta tu huệ. Còn cúng dường tịnh tài, thức ăn, tứ vật dụng, ăn mặc ở bệnh, gọi là tu phước, gọi là phước huệ phải song tu mới đồng đăng bỉ ngạn, tức là vãng sanh cực lạc. Cho Ấn Tổ ngài mới nói là cái người đó mà họ có tiền của,
mỗi ngày họ đi cúng, cúng 100 năm như vậy. Họ có sa cừ, mã não, san hô, lưu ly, hổ phách, tức là bảy báu, mà họ cúng dường 100 năm như vậy, không bằng người niệm câu Phật hiệu. Và chỉ người đó niệm câu Phật hiệu để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ý Ngài Tổ sư Ấn Quang muốn nói rằng là khi mình cúng dường, tâm mình phải thanh tịnh. Mà muốn tâm thanh tịnh là phải niệm câu Phật hiệu trước cho nó thuần tịnh thuần thiện. Mà khi thuần tịnh thuần thiện rồi, đem cái của vật chất này đem cúng dường, nó cũng thể thuần tịnh thuần thiện. Còn có những người tâm người ta chưa thuần tịnh thuần thiện, người ta cúng dường mà không có thanh tịnh, cho nên phước báu nó không có nhiều. Gọi là cúng dường bằng tâm hữu lậu. Hữu lậu là thấy mình có cúng, thấy có vật cúng và thấy có người cúng và chấp trong đó, cho nên phước báu không có nhiều. Hữu lậu tức là cái phước báu này một ngày nào nó sẽ hết. Còn cái người mà họ cúng dường bằng tâm thanh tịnh là không thấy mình cúng, không thấy vật cúng và không thấy đối tượng để cúng, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì đây gọi là tịnh nghiệp. Nghiệp thanh tịnh, phước báu thanh tịnh, hồi hướng về Cực Lạc. Cũng từ nơi một cái việc cúng dường mà tâm họ đã thuần tịnh thuần thiện, họ niệm được câu Phật hiệu rồi, cái người này cúng dường phước báu nó mới viên mãn. Bà Thanh Đề lúc đầu tiên bà cúng dường, trong những đời quá khứ của bà cung kính chư tăng vô cùng. Quý vị biết bà lấy gạo, bà làm từ những cái muỗng dừa, tức là những cái trái dừa người ta lấy cái ruột ăn xong rồi đó. Bà bỏ đất ở trong đó, bà trồng, bà treo lên trên cây, bà trồng lúa để những người không có bước qua, để cho lúa nó không có, cho lúa nó được thanh tịnh, gạo nó được thanh tịnh đó. Bà trồng lúa, trồng cho cái muỗng dừa đó đó, bà treo trên cây, bà lặt từng hạt, bà cất đó, đem đến cúng dường chư tăng. Là tâm bà coi như là cung kính thanh tịnh đúng không? Nhưng mà khi bà đến ngay cái buổi lễ đông quá, bà chờ mãi không thấy chư tăng ra, bà mới nói rằng mình làm cái hạt gạo này khổ công như vậy, mình cung kính như vậy mà mấy thầy không biết cung kính mình. Sao mấy thầy ở đâu không thấy? Cứ lo đi tiếp những người khác, chắc nghĩ mình nghèo. Với cái tâm nguyện của bà nghĩ như vậy, bà mới đổ cái bát gạo xuống bà chà, bà đạp. Bà nói rằng từ giờ trở đi là bà không cúng dường cho mấy ông thầy chùa ăn nữa, vì mấy thầy không biết quý những người cung kính Tam Bảo. Cho nên khi bà khởi niệm như vậy, qua đời sau bà cũng hỷ bán chư tăng, và bà mời chư tăng về để cúng dường. Thì cũng là cúng dường trai tăng, nhưng mà quý vị biết sau khi về bà làm những cái bánh mà bỏ thịt ở trong đó để mà cho chư tăng ăn, để chư tăng phạm giới ăn mặn. Thì cũng là cái tâm cúng dường, nhưng mà bà muốn cho chư tăng là mất đi những cái hạnh thanh tịnh, cho nên bà mang cái tội rất là lớn. Thì từ đó bà mới sanh ra những cái tâm bổn sẻn. Và cái đời mà Ngài Mục Kiền Liên là người con đó, là Ngài đưa tiền đưa bạc để cho bà cúng dường, nhưng mà bà giấu, bà cất, bà không có cúng dường. Sau đó là bà hỷ bán chư tăng, cuối cùng bà phải bị đọa lạc vào trong địa ngục, khổ đau vô cùng. Ngài Mục Kiền Liên khi mà có thần thông nhìn thấy người mẹ mình đang ở dưới địa ngục và mang bát cơm xuống đưa cho bà, vì cái lòng tham của bà cho nên thành ra bà vừa đưa cơm vào trong miệng và một tay che sợ người khác ăn. Với cái tâm tham vậy cho nên cơm nó bốc thành than lửa. Ngài Mục Kiền Liên khổ đau cùng cực, buồn phiền vô cùng, về gặp thầy của mình là Đức Bổn Sư mới hỏi nguyên do, và bây giờ bằng cách nào để mà cứu bà. Thì Đức Phật mới chỉ ra cái phương cách là sau khi 3 tháng ăn cư kiết hạ, cung thỉnh chư tăng tu trong thời gian 3 tháng, giữ giới đức, tâm đức và tuệ đức thanh tịnh đó, về lại một cái nơi tinh xá, rồi đem thức ăn hoa quả để cúng dường, rồi đem cái tâm chân thành cung kính và thức ăn cúng dường đó hồi hướng cho bà sẽ được siêu thoát.
Thì ngày Mục Kiền Liên làm đúng theo lời Đức Phật chỉ dạy như vậy, bà chuyển được cái nghiệp, bà được sanh lên cõi trời. Cho nên hôm nay cái phước mà gia đình cô Liên An cũng như là đạo tràng Vô Lượng Thọ Ai Sẽ Lành mà phát bồ đề tâm cúng dường, theo như con mắt phàm phu của chúng ta thì thấy không có gì, phải không ạ? Bỏ ra rồi mình thấy không có cái gì hiện tượng mà hiện tượng giới nó hiện hữu cho chúng ta thấy, đúng không ạ? Nhưng mà riêng thẩm sâu bên trong nó có một cái phước báu. Mà cái phước báu này khi những người âm mà người ta nhận được, người ta được siêu thoát. Những người dương người ta thừa hưởng được cái phước báu này, người ta cầu được ước thấy. Vì vậy cho nên thành ra cái phước mà cúng dường chay tăng để cho chư tăng thọ dụng một bữa cơm và quý Phật tử thọ dụng một bữa cơm bằng cái tâm hoan hỷ, cái phước này nó lưu lại cho đời đời con cái cháu chắc, gọi là phước báu cúng dường chay tăng lưu lại tử tôn. Tử là con, tôn là cháu, lưu lại nhiều đời con cháu. Vậy cho nên thành ra cái pháp cúng dường này từ khi Đức Phật còn tại thế đã có cái việc cúng dường trai tăng, đó là từ nơi Ngài Mục Kiền Liên phát bồ đề tâm cúng dường trai tăng để hồi hướng cho người mẹ mình, đó là bà Thanh Đề. Vì vậy cho nên thành ra quý Phật tử về đây để phát tâm cúng dường trai tăng tại tỉnh Thất Quan Âm là không có đòi hỏi quý vị là phải bao nhiêu mới là đủ. Hồi nãy có một cô Phật tử chúng tôi biết, cô đi tỉnh Thất Quan Âm cộng tu từ 2007 đến bây giờ, hầu như ít có khi nào bỏ những ngày chủ nhật. Cô nói cái ngày mẹ của thầy là cái ngày đám giỗ đó, con phát tâm 20 triệu để phóng sanh, cũng là góp vô trong cái buổi lễ trai tăng. Rồi có cái cô Phật tử đó, cô phát tâm 30 triệu để mà chưng hoa. Rồi cô Huệ mà có bà cụ người mẹ mới mất, phát tâm 300 triệu để cúng dường trai tăng. Rồi có mấy Phật tử phát tâm 100 triệu, rồi có Phật tử phát tâm 150 triệu. Chúng tôi nghĩ ổ, cái ngày lễ trai tăng cúng dường cái giỗ và cụ sư cô Liên Phương mà sao đáng lẽ chúng tôi phải bỏ tiền quỹ ở tại Tam Bảo tỉnh Thất Quan Âm để mà làm, mà sao tự nhiên người ta phát tâm coi như đủ à. Chúng tôi nghĩ sao mà cái phước duyên để mà làm một cái lễ cúng dường trai tăng bằng tâm thanh tịnh, mình không kêu gọi, mà sao đâu tự nhiên người ta gửi đến, người ta tha thiết chân thành cung kính, chứ không phải là chúng tôi kêu gọi. Trên cái việc mà cúng dường nó có hai cái đối tượng. Thứ nhất là người cúng và người nhận cúng phải hoàn toàn thanh tịnh. Cái người phát tâm cúng dường không có điều kiện, nghĩa là cái người đến cúng dường người ta nói là giờ con cúng dường cho tỉnh Thất Quan Âm, rồi về sau mà lỡ gia đình của con mà có chuyện gì là thầy phải đến đó nha. Có điều kiện phải không? Rồi vị mà nhận là quý thầy á, thấy Phật tử ở nước ngoài, rồi người đó có điều kiện, rồi bắt đầu mình đặt cái điều kiện ở chùa đang xây cái này, đang làm cái kia, đang xây dựng cái nhỏ đỏ, đang đúc tượng cái kia. Thì hai bên có điều kiện hết. Thì khi hai bên có điều kiện như vậy, cái vật cúng dường và người nhận cúng dường và người được cúng dường á, không được thanh tịnh hoàn toàn. Công nhận không quý vị? Khi mình đến mình cúng dường, mình không có điều kiện thì phước báu người này gọi là phước báu vô lậu. Mà khi cúng dường mà có điều kiện là phước báu hữu lậu. Cái người nhận cúng dường mà khởi lòng tham và đặt điều kiện để mà tiếp tục để mong người đó cúng nữa, thì tâm người này cũng không phải là người hoàn toàn thanh tịnh, gọi là ứng cúng. Ứng là được cúng dường. Cho nên cái việc để mà cúng dường đó đòi hỏi chúng ta phải có sự tu tập, và cái người nhận đó cũng phải có sự tu tập. Cho nên trong 3 tháng an cư kiết hạ, chư tăng ở tại đây gần như là chúng tôi thấy quý thầy gần như là tinh tấn nỗ lực tu tập. Cho nên hôm nay quý Phật tử mỗi chủ nhật về để mà nghe chúng tôi giảng văn sao của Ấn Tổ, cũng như là để cộng tu một ngày chủ nhật. Đêm hôm qua 2 giờ kém, thường bữa nay chúng tôi ngủ không có nhiều, 9 giờ mấy 10 giờ ngủ, khoảng 2 giờ kém thức dậy thấy đại chúng đi kinh hành niệm Phật. Trong lòng chúng tôi sao mà nó cảm động chịu không nổi. Sao mà giờ khuya 1-2 giờ mà cũng có những người mà họ đi mở ra cái câu A-di-đà-phật, đại chúng niệm một câu A-di-đà-phật. Chúng tôi ngồi lắng lòng nghe một cặp thiệt lâu. Trong lòng chúng tôi nghĩ Phật A Di Đà phải thương những người này. Thương không quý vị? Thương chứ.
Đáng lẽ bây giờ phải ngủ mà bây giờ họ thức, họ đi từng bước họ niệm câu Phật hiệu, không bỏ cuộc. Lòng chúng tôi nói xứng đáng cái công của mình lên giảng mỗi chủ nhật, tuy rằng không đông, khoảng 5-70 người, 100 người đổ lại, tuy rằng không đông, nhưng mà những người này họ làm cho chúng tôi có một cái động lực để mỗi ngày chủ nhật chúng tôi lên giảng văn sao. Và trong lòng chúng tôi khởi niệm lên nói rằng là à, vậy là có bạn hữu để về Tây Phương Cực Lạc với mình rồi. Quý vị biết cái trạng thái mà ban đêm mà niệm Phật á, thanh tịnh lắm, nhất là giờ khuya, 1-2 giờ khuya. Đi ra bên ngoài, dương dai, hít cho thiệt sâu, thở ra khoảng vài chục hơi, những cái khí độc trong con người mình nó ra hết. Hôm qua chúng tôi nói với cái đạo tràng Vô Lượng Thọ của cô Liên An, cái hơi thở là một cái khí lực, nó giúp cho con người mình kéo dài thọ mạng, quan trọng vô cùng. Hôm trước chúng tôi có nói là con người mình nó có ba cái vật quý nhất, đó là tinh khí và thần. Tinh lực con người giống như cái nhựa của cái cây, giống như cái đèn, dầu của cái đèn. Nếu mà nhựa của cái cây nó bị thải ra hết và dầu của cái đèn mà nó hết rồi thì đèn nó phải tắt, cây nó phải chết. Tinh khí thần đó là nhựa của cái cây, đó là dầu để thắp đèn sáng. Nếu không biết dưỡng nó thì nó hết rất nhanh. Cho nên vì sao Ấn Tổ mới viết ra cái cuốn gọi rằng là gì? Bảo thân tiết dục, giữ gìn thân thể bằng cách tiết dục. Bảo thân tiết dục, cái cuốn sách này đọc đi đọc lại, đọc vài trăm lần, những cái lời của Ngài nó ở trong tâm mình á, mình mới giữ được. Cho nên có hai cái điều mà làm cho con người chết sớm nhất, thọ mạng ngắn và chết trước cái tuổi thọ mình, thay vì tuổi thọ mình 40 tuổi, mình chết 30 tuổi. Là người này sát sanh, ăn thịt chúng sanh. Đó là điều thứ nhất, là thọ mạng bị ngắn ngủi. Và điều thứ hai, không biết tiết dục. Có vợ chánh rồi còn nhiều vợ lẽ và không biết giữ gìn thân thể bằng cách tiết dục, bất tiết chế ăn nằm, cho nên người này phải chết sớm. Mà chết trực tiếp, chết sớm bất 40%, rồi chết gián tiếp, tức là sanh ra những bệnh khác rồi chết. Cho nên Ngài quan trọng nói về cái việc này để cho chúng sanh dè dặt cẩn thận, để có thọ mạng, để mà mình gì có thời gian để niệm Phật, để mình về Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy Tổ sư Ấn Quang Ngài có dạy, khi mà đám giỗ, đám cưới, khi lễ sinh nhật vân vân, những cái lễ mà ngày vui á, thì nên làm cỗ chay. Hôm nay là cái ngày lễ cúng dường để hồi hướng cho hương linh gia đình của cô Liên An. Thay vì cô không biết đạo thì làm cái gì quý vị? Mời bạn bè về nhà, mua thịt thà, rượu bia về, để lên bàn thờ, cúng xong rồi xuống bắt đầu gì? Gấp vô, vô. Không? Cái gì nữa? Ở ngoài đời họ mong đến ngày giỗ, ngày đám cưới, ngày sinh nhật để mà họ bày tiệc ra để họ ăn cho thỏa miệng, thỏa bụng. Thì cái điều này làm cho những người mất á, người ta khổ đau vô cùng. Nếu người ta chưa siêu thoát là vì họ mà mấy con thú này phải chết, đúng không? Nó phải lâm vào tử địa. Nhưng mà ở ngoài thế gian nói họ làm sao mà họ có thể chấp nhận được cái điều mà cha mẹ mất mà họ cúng chay. Họ lý luận họ nói sao quý vị? Cha mẹ của tôi lúc trước đâu có ăn chay đâu, cho nên bây giờ khi mất rồi tôi phải cúng mặn chứ. Họ ăn mặn bây giờ tôi cúng mặn chứ. Nếu mà họ được, chưa mất mà họ ăn chay thì tôi cúng chay. Họ lý luận như thế. Bây giờ cúng chay họ không ăn đâu. Cho nên thành ra là ở ngoài thế gian để mà thay đổi được cái quan niệm mà cúng kiến đám cưới sinh nhật để mà cúng chay rồi in kinh phóng sanh làm phước, cũng giống như là cái đạo tràng Vô Lượng Thọ đây,
hầu như không có, hiếm lắm. Không ai nói họ nghe, mà khi nói họ cũng không có tin đâu. Nhưng mỗi khi mà chúng tôi thấy gia đình mà phát bồ đề tâm để cúng dường, chay tăng, phóng sanh, in kinh, là chúng tôi nói cái gia đình người này để cái phước lại cho con cái. Cũng như là ở bên Oregon có cái bà cụ đó tên là Huệ Ngọc. Khi mà bà về lại đây bà bị tai biến, chúng tôi đưa mấy cái máy bấm niệm Phật cho bà về bà bấm một ngày như vậy là 40.000 câu. Bà bấm xuyên suốt rất là tốt. Bà cụ này có một cái hay là bà rất thích cúng dường chay tăng. Có cái chú đó đồng tuổi với chúng tôi là chú đó tên là chú Thành đó. Hằng ngày đi làm dây chuyền vàng cà rá bên Mỹ, khi mà vũ ra nó rớt mấy cái mạt vàng xuống, một năm gom lại cũng được khoảng 200-300 triệu cái mạt vàng. Thì bà mới kêu là con à, bây giờ cái mạt vàng này là mình vũ ra không phải của mình, thôi đem đi cúng dường. Rồi gia đình bà cứ gom tiền, đứa nào có bà cứ gom tiền để mà lấy tiền đi cúng dường trai tăng. Mà bà cúng như vậy thời gian khá lâu, mỗi lần bà về Việt Nam là bà phát tâm cúng dường trai tăng lớn. Thì vào cái thời mà ông Bush ông lên, mà cái lúc mà Mỹ bắt đầu nó bị bắn loạn về kinh tế đó, kinh tế bắt đầu nó bị xuống dốc, mà riêng gia đình của cổ là làm neo cũng như là làm thợ vàng, làm thợ đồng hồ, cả gia đình làm không có bị lỗ lã cũng như là không có bị sa thải, vẫn làm có tiền giống như bình thường luôn. Thì do bà tích lũy cái phước cúng dường trai tăng cho con cái, nó làm phước cho nên thành ra cộng nghiệp đó là cả nước Mỹ bị kinh tế xuống dốc nhưng mà riêng gia đình vẫn bình thường. Chú Thành này ông nói bây giờ mới cảm ơn mẹ. Mẹ của con mất rồi mà mẹ con để lại cái tài sản cho con, đó là giúp cho con phát tâm bố thí cúng dường, nhất là trai tăng. Cứ một năm bà về 4-5 lần bà chia nhau, bà kéo mấy đứa về phát tâm cúng dường trai tăng. Cho nên người mẹ mà biết tu phước thì cả gia đình đều biết tu phước, đúng không quý vị? Mà người mẹ ích kỷ không biết tu phước thì cả gia đình con cái cũng ích kỷ không biết tu phước. Mà không biết tu phước thì sao? Hưởng phước hết rồi, gọi là hưởng phước bất khả hưởng tận. Hưởng tận thì phải đi ăn mày. Hưởng phước mà đã hưởng hết rồi thì khổ đau vô cùng. Vậy cho nên hôm nay lời đầu tiên á, sự thực mà nói thì chúng tôi muốn nói đến cô Liên An này hướng dẫn một đạo tràng. Mà hôm trước cô đưa ông chồng về đây, tha thiết mời chúng tôi sang bên đó. Bước đầu chúng tôi cũng hứa, nhưng mà chúng tôi suy nghĩ lại, thôi chắc không đi được. Mỗi chủ nhật phải lên trên này giảng, với hai nữa là công việc ở khu chuyên tu với trên tỉnh thất nó nhiều quá. Cuối cùng chúng tôi suy nghĩ tới suy nghĩ lui được, chúng tôi quyết định không đi. Mà nhờ không đi cho nên họ mới về, chứ đi họ đâu có về đâu không. Mà về thì nó viên mãn hơn là chúng tôi đi quý vị à. Chúng tôi đi qua thì chỉ được cái đạo tràng 20 mấy người, chúng tôi ở 3-4 ngày hoặc 5-7 ngày, tuần nửa tháng gì đó rồi về, chỉ được nhiêu đó thôi. Mà riêng hôm nay cả gia đình họ với đạo tràng về đây cúng dường cho cả luôn một cái tỉnh thất, chư tăng chư ni và quý Phật tử, cho nên cái phước báo viên mãn không ạ. Cho nên hình ra bắt chước tổ sư Ấn Quang không đi là thượng sách đó quý vị ha. Mà quý Phật tử nghe giác nhà không đi, mỗi chủ nhật lên giảng là khoái nhất phải không ạ? Giờ nói đến cái việc cúng dường trai tăng, nó được ngũ phước lâm môn. Cái người mà phát tâm cúng dường trai tăng, nó được 5 cái phước báu đi vào trong nhà mình. Nó đi vào trong nhà mình, chứ khi mình khởi tâm phát tâm cúng dường như vậy, cái phước báu nó ở trong cái tâm của mình, nó lưu giữ ở trong đó, gọi là ngũ phước lâm môn. Lắng nghe ha. Cúng dường trai tăng được phước báu ngũ phước lâm môn. Thứ nhất là trường thọ không bị chết non. Vì sao vậy? Vì cái người này họ phát tâm cúng dường bằng thức ăn tinh khiết. Trai là tinh khiết, tăng là chư tăng thanh tịnh hòa hợp. Đem cái thức ăn tinh khiết này cúng dường cho chư tăng, để chư tăng thọ dụng cái bữa trai thanh tịnh tinh khiết này, sức khỏe có, tinh thần an ổn để tu tập, thì họ nhận được cái phước báu, đó là tuổi thọ họ kéo dài không bị chết non.
Còn bà Thanh Đề, bà cúng cúng dường trai tăng, bước đầu thì thức ăn chay nhưng về sau bánh ít có thịt trong đó. Bánh nó có thịt ở trong đó. Thì cái tâm của bà cũng là làm phước nhưng mà không có thanh tịnh. Muốn cúng thức ăn có thịt trong đó để chư tăng ăn để mà mất đi cái hạnh thanh tịnh. Cho nên cái tâm của bà không thanh tịnh như vậy cho bà không có được cái phước báo. Cho nên thành ra bà bị gì? Cúng dường trai tăng mà lại tạo nghiệp, lại bị nghiệp xấu ác, phải đọa lạc. Cho nên chúng ta phát tâm cúng dường trai tăng là đem cái thức ăn tinh khiết để cúng dường trai tăng cho chư tăng và cho mọi người dùng cái thức ăn tinh khiết này, thọ mạng người này kéo dài. Chúng tôi nhớ có cái ông Lý Mộc Nguyên ở bên Singapore. Ông này là một vị Bồ Tát mà khi bà Hàng Quán Trưởng vừa mất cái là ông thỉnh Hòa Thượng Tịnh Không về Singapore để giảng kinh Vô Lượng Thọ trên cái tầng lầu thứ tư. Chúng tôi qua đó 2 lần. Khi mà ông bị bệnh ung thư, quý vị biết, ông chuẩn bị chết rồi. Đem tiền của ông tặng cho người khác hết. Và ông phát Bồ Đề Tâm nấu thức ăn tặng cho mọi người miễn phí, giàu có, nghèo khổ, ăn xin, cho ăn từ 6 giờ tối, 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, ăn miễn phí hoàn toàn mà ăn thức ăn ngon luôn. Chúng tôi cũng ra đến đó ăn. Và bước đầu ông phải bỏ tiền túi ra. Nhưng mà về sau đó không biết sao người ta biết được, người ta đem thức ăn đến, gạo rồi rau rồi củ rồi đồ ăn tiền bạc. Ông nấu không hết, ông phải đem đi cho chỗ người khác, phải cho những cái trại khác ở cái nơi khác. Và bệnh ung thư của ông hết. Từ nơi phát tâm tặng thức ăn cho những người nghèo và tặng thức ăn cho tất cả mọi người, ai đến đó là dùng miễn phí một đồ ăn ngon, chứ không phải là nấu ăn cho miễn phí là đồ ăn dở đâu nha, cho ăn miễn phí. Thì từ khi đó bắt đầu ông hết bệnh và bắt đầu ông phát đạt. Phước báu của ông tràn trề. Ông cần tiền để mà xây một cái trường học, cần tiền làm một cái gì 500-700 ngàn đô, cả triệu đô là có liền. Từ nơi cái phát Bồ Đề Tâm, ông tặng thức ăn, nấu cho mọi người cái tầng trệt ở dưới. Chúng tôi đến chúng tôi thấy quá hay. Có phải đem thức ăn chay cho mọi người, ông hết bệnh ung thư là thọ mạng ông kéo dài không quý vị? Điều này chúng tôi tin. Thân phụ chúng tôi là cụ ông Thiện Chánh, mang qua đây lúc 73 tuổi là ông bị bệnh suy tỷ, là giai đoạn cuối là coi như là không thể nào sống được rồi đó. Mà cuối cùng ông phát tâm ăn chay, người ta Phật tử cho tiền, ông cứ mang xuống phi nơm mua mấy con cá ông thả. Phát tâm niệm Phật, thế mà ông kéo dài 9 năm là 82 tuổi ông cụ mới ra đi. Thì chúng tôi mới thấy là cái phước của người ăn chay và giúp cho người khác ăn chay, cái phước của người phóng sanh giúp cho người khác phóng sanh, và cái công đức của người niệm Phật giúp cho người khác niệm Phật, kéo dài thọ mạng, không chết non, không chết trước tuổi, chết trước tuổi thọ. Cho nên mình ăn chay, mình khuyến khích trong gia đình mình một người được ăn chay theo mình, thì Ấn Tổ nói là họ bớt đi sát sanh. Con thú đó đáng lẽ họ ăn cái miếng thịt đó, con thú đó là ngày đó phải chết, bởi vì họ ăn cho nên người ta phải giết. Còn nếu họ không ăn, con thú đó sống dài thêm được mấy tháng mấy năm nữa thì thọ mạng họ phải kéo dài. Cho nên cái người mà tặng thức ăn chay, cúng dường thức ăn chay cho người khác, phước báu thù thắng. Cho tại tỉnh thất ở đây chúng tôi nói với chú Linh làm một cái đồ thức ăn bỏ hâm nóng và thức ăn chay, cứ làm cho thiệt là ngon để cho Phật tử. Mà quý Phật tử ở nhà ăn không có nhiều, vô trong này ăn sao mà một người ăn bát, có khi ăn 2 bát to thì to. Kêu cơm của thầy sao ngon quá, bây giờ cơm miễn phí cho nó ngon cái gì đâu. Phải không? Một phần là miễn phí nó ngon, với là một phần mà đó trong chùa, trong tỉnh thất mình niệm Phật cái tâm thanh tịnh, cho nên mình ăn cái gì cũng ngon phải không vậy? Trời ơi, ở nhà sao mà giận ông chồng quá, đến bây giờ ông chưa về ăn cơm mình đợi mãi, cho nên bực bội quá. Cái bực bội nó tiết ra một cái chất trong miệng mình đắng nghét, ăn không ngon đúng không ạ? Cái tâm bực bội tiết ra cái chất đó là chất độc. Cho nên tỉnh thất Quan Âm ở đây chúng tôi thực sự có quý thầy, chúng tôi tán thán quý thầy phát tâm xuống nấu. Chính mấy thầy như hôm nay trai tăng là mấy thầy xuống nấu. Những ngày lễ, những ngày chủ nhật chúng tôi nói làm sao quý thầy tìm những cái thức ăn ngon đặc biệt nấu cho Phật tử họ dùng. Cho nên cái con người mình sống được á, gọi là có thực mới vực được đạo.
cái lúc mà Đức Phật mà Ngài tu khổ hạnh, đến cái lúc mà thân thể Ngài ốm yếu, còn da bọc xương không, nếu mà không nhờ cái bát sữa của nàng Su già ta để Ngài uống vào cho thân thể của Ngài khỏe mạnh lại, thì lúc đó Ngài không thể nào có thể Ngài thành đạo được. Cho nên Ngài mới nói là không thể khổ hạnh, là ăn quá là gì, thiếu chất dinh dưỡng, rồi hành hạ cái xác thân này không thể thành tựu được. Mà hưởng thụ ăn quá sung sướng đầy đủ thì cũng không thể thành tựu được, mà gọi là trung đạo. Vì vậy cho nên cái thức ăn chay, nếu mà thực sự mình biết để mà mình nấu trong gia đình mình, để cho gia đình mình dùng, trong bếp mình không nấu thịt nữa, thì chúng tôi dám chắc gia đình người này sẽ bình yên. Gia đình của chúng tôi lúc trước khi mà nấu mặn lộn xộn, một năm giết một con heo, gia đình một năm giết một con heo thôi mà nó lộn xộn, gà thì giết ra rai không nói rồi. Bữa nào thích ăn gà cái mua con gà sống về cắt cổ nó, mà có những người lúc mà cắt cổ nó không có, chưa có lìa cái cổ đó ra quý vị, mà tưởng nó chết rồi, thả ra một cái nó chạy, cái cổ nó lìa gập xuống rồi nhưng mà nó chưa đứt cái dây diều á, vậy mà nó không biết sao mà nó chạy đụng chỗ này, nó lủi nó chạy mất luôn, bắt không được nữa. Gà thì giết rai rai không nói rồi, còn heo năm giết một con thôi, nó lộn xộn đủ thứ trong gia đình, đủ thứ chuyện hết trơn. Mà từ khi bắt đầu chúng tôi đi xuất gia, gia đình cúng chay là gia đình bắt đầu yên ổn, trong bếp không có nấu rang chiên thịt chúng sanh nữa, bắt đầu nó yên ổn. Cho nên tổ sư Ấn Quang nói cái bếp mà mình nấu rang chiên xào, nấu thịt chúng sanh, cái chỗ đó là hội tụ của ấm quỷ. Hội tụ ấm quỷ là sao? Những cái linh thức của cái con thú nó chết, nó chưa siêu thoát, nó ở trong đó. Rồi cái phước báu của mình cạn mỏng, tâm mình tán loạn, bắt đầu gì? Họ khiến cho gia đình mình cứ lộn xộn hoài. Cho nên cái điều này gia đình mình lộn xộn phải coi lại nha. Hãy coi lại là cái bếp của mình có còn nấu thịt chúng sanh không? Chứ không phải là do cái cửa nó phạm vô cái phong thủy nha. Hồi xưa chúng tôi đi coi phong thủy, mà lạ nha, ở trong tâm mình thích coi phong thủy, Phật tử ở ngoài mọi người cứ đứng kêu đi coi phong thủy biết à. Có cái cô đó còn nói làm sao mà nhà con heo nó đẻ không có sai, thì đến này coi cái chuồng heo giùm thầy. Rồi gia đình của con sao nó lộn xộn, thì đến thầy coi cái bếp giùm thầy. Ồ cái bếp nó quay cái hướng này là cái hướng này là hướng tiệt mạng ngũ quỷ rồi, phải quay cái hướng này nè. Mà không có kêu người ta cái bếp đừng có nấu thịt nha, đâu có đọc lời Ấn Tổ đâu biết cái vụ này. Cho nên kêu họ quay cái bếp qua hướng sinh khí dài nữa cũng cãi nữa, mới gọi điện lên, ồ sao thầy quay cái hướng sinh khí mà cũng cãi dữ nữa thầy. Sửa cái tướng bên ngoài không được, sửa cái tâm bên trong. Cảnh tỳ tâm chuyển. Nếu thực sự mà sửa được cái tâm, chân thật ăn chay, gia đình có tu tập, cái bếp nó quay cái hướng tiệt mạng ngũ quỷ nó cũng yên à. Vì ở trên cái bếp đó toàn là nấu đồ chay không, mà đâu có chuyện gì trong đó xảy ra. Mình thấy không ổn rồi. Thôi bắt đầu 2007 phát Bồ Đề Tâm tinh tấn, niệm Phật nghe theo lãi Phật gia Thường Tịnh Hạ Không. Ngài nói rằng bạn cứ đi ra bên ngoài miết, trong chùa bạn vắng tanh, không có một cái sinh khí, Phật tử về bạn không hướng dẫn cho người ta tu, bạn đi miết hộ pháp không có hộ trì cho bạn đâu. Bạn cứ ở tại chùa bạn chân thật niệm Phật đi, không có thiếu đâu. Tôi dám tin chắc như vậy, 3 năm thôi không lâu đâu. Nghe như vậy phát tâm tinh tấn ở nhà 3 năm niệm Phật tụng vô lượng thọ. Vậy mà có gạo có ăn, vậy mà lúc trước mà đi coi phong thủy đi cúng kiến vậy mà cũng thiếu nha. Mà khi bắt đầu niệm Phật rồi, cái mấy người đi coi phong thủy người ta không tới nữa, người ta đi đâu mất tiêu rồi. Mà chỉ có mấy người niệm Phật tới à. Đúng rồi, trong tâm mình có gì ở ngoài có nó ứng hiện ở đó à. Trong tâm mình là tiểu nhân thì có kẻ tiểu nhân bên ngoài đứng đợi mình. Trong tâm mình là quân tử, trong nhà mình có quân tử thì ở ngoài ngõ có quân tử đứng đợi mình. Đúng không? Cho nên không hiểu được cái lý nhân quả. Về cái vấn đề phong thủy không phải chúng tôi bác, mà phong thủy đó là một cái quy luật mô phạm, sắp xếp để cho nó ngăn nắp, nhìn vô cho nó được mắt dễ coi. Thí dụ mà cái mình bước vô cái bàn mình để ngang như vậy được, cái mình để ngay cái cạnh đó, nó ra cái cửa mình đi vô mình nhìn thấy nó chướng hơi khó coi, cái mình quay cái bàn lại chút xíu gọi là phong thủy. Là một quy luật mô phạm sắp xếp cho nó ngăn nắp thôi, chứ không phải là nó để làm cho mình để mà giàu có hoặc là gia đình bất cãi cọ. Không phải. Cho nên Ấn Tổ ngày nói sao, nếu mà ông thầy phong thủy đó mà ông giỏi thì ông không có nghèo đâu, ông gia đình không có lộn xộn đâu. Ông phải làm trước cho gia đình ông giàu, gia đình ông không lộn xộn chứ.
Nhưng mà nhiều ông phong thủy coi kỹ lại coi, gia đình lộn xộn, ổng cũng nghèo sơ nghèo sát à. Cho nên chúng ta bị vướng vào cái bên ngoài, không có gì chỉnh đốn bên trong, không có hiểu được nhân quả, cho nên chúng ta bị thất bại. Không. Ngũ phước lâm môn thứ nhất là trường thọ, không chết non, phước thọ lâu dài. Hôm nay về không những cúng dường trai tăng mà phát tâm phóng sanh, phát tâm giúp cho những người mù, người khuyết tật. Cái phước báu này nó như gió, mình không thấy nhưng mà nó có ảnh hưởng rất mạnh. Thì cái phước thọ này nó kéo dài thọ mạng, không những mình mà cả gia đình được hưởng. Gọi là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai ho, vạn thọ hương. Một người làm phước cả gia đình được hưởng, một cây ra hoa ngàn cây được thơm lây. Thứ hai đó là phú quý tiền của rất nhiều, địa vị tôn quý. Người cúng dường trai tăng là họ bỏ cái tịnh tài bằng mồ hôi nước mắt của họ đem ra họ cúng dường, họ không tiếc. Thì họ được cái phước báu đó là đem tiền để mua vật thực tinh khiết cúng dường. Thì họ được gì? Tài thí. Mà khi tài thí có, trong mạng họ có tài, họ làm ăn cái gì nó cũng có thành tựu. Còn trong mạng mình không có tài, mình làm cái gì nó cũng thất bại. Có nhiều người nói, ủa sao mà tôi làm ăn suốt cả năm giờ nhìn lại thấy không còn đồng nào hết trơn. Là do trong mạng của mình không bị tích lũy. Cho nên Đức Phật nói khi mình làm ăn có tiền, mình phải để dành một phần cho cái vốn làm ăn của mình, một phần để dành cho lúc mình đau bệnh, một phần là mình đem đi bố thí cúng dường, rồi một phần mình đem đi để mà mình làm gì? Để mình gầy dựng cái sự nghiệp của mình. Ba bốn phần đó nó phải chia ra để cho cái sự nghiệp của mình đó nó phát triển. Nhưng mà cái phần mà Ngài kêu đem đi để mà mình tặng cho người khác á, đó là mình tích lũy trong mạng mình có tài. Còn nếu mà mình làm có bao nhiêu mình giữ bo bo, mình không biết đem đi cúng dường, mình cất đó, thì cái sự nghiệp người này chắc chắn trước sau gì cũng đổ vỡ. Bởi vì họ không có biết bố thí cúng dường để mà làm cho cái sự nghiệp đó được sung túc. Cũng như cái giếng á, nếu mà quý vị múc đào nó có nước rồi mà quý vị cứ đậy nắp lại một mình gia đình mình uống thôi, không cho ai uống nữa hết trơn á, thì nước cái gì nó không có ngon, mạch nó ra không có nhiều. Còn quý vị cho người khác cứ múc đi, người ta cứ uống đi, thì nước mạch nó càng ra, đúng không quý vị? Thì tiền nó như thủy á, tài thủy nó có sự lưu thông. Cái nguyên lý của tài thì nó phải lưu thông. Cũng như quý Phật tử phát tâm cúng dường cho chúng tôi suy nghĩ ra liền, chuẩn bị làm một cái máy. Cũng như Hòa Thượng Tịnh Không có màn hình MP4. Hôm bữa mới giới thiệu vừa rồi cái là Phật tử gọi đến, thầy thầy có chưa thầy? Kêu chưa, mới giới thiệu làm gì có liền. Cái máy mà có màn hình thầy giới thiệu á, 650.000 cái á thầy. Kêu chưa có. Cố gắng dỗ bà cụ coi thử có được không. Dỗ bà cụ là có được cái bộ sách gọi là Tinh Hoa Lục. Bộ sách này đặc biệt ở trong bộ văn sao. Thêm đó nữa là cái máy này nếu mà về kịp là dỗ bà cụ là tặng cho quý vị cái máy này. Khi có tiền là nghĩ đến cái việc là phải làm hữu ích. Nghe tặng cái vỗ tay ha. Đang đặt bên đó, tức là cái chương trình MP4 có hình là gửi hết qua bên đó xong rồi đó. Giờ chỉ họ xuất ra máy xong rồi họ gửi về lại cho này. Bên này 1.000 cái trước là 650 triệu tiền Việt Nam. Nếu mà tiền vận chuyển được không nữa là 700 triệu. Mà không biết đâu lục cho tài khoản có tiền à. Mình làm việc cho Phật có Phật lo, phải không ạ? Làm cho gia đình mình không thì gia đình mình lo chứ Phật không lo nổi. Dĩ nhiên là trước trong gia đình mình phải cho hoàn thiện. Nhưng mà nếu mà chỉ lo cho gia đình không, mình không biết lo cho người khác, cái phước này nhưng như cái chén nó nhỏ lắm. Mưa bao nhiêu vô nó cũng nằm như đó thôi. Mà một nắm muối bỏ vô chén nước là mặn cũng không được. Nghĩa là một cái điều ác mà nó rớt vào trong cái tâm nhỏ hẹp thì rất là khổ đau và nặng. Nghiệp nhẹ thành nặng, nặng thêm nặng. Nếu mà cái tâm mình giống như là cái sông Hằng, cái tâm mình giống như là cái sông Cái lớn, một đám muối bỏ vô cái sông nó pha loãng. Một điều ác mà bỏ vô trong cái tâm mà có vì người khác, cái tâm rộng lượng từ bi hỷ xả vô ngã vị tha đó,
thì cái điều ác này nó pha loãng, thay vì nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Cái đạo lý này ở trong kinh phẩm Phật Muối Nikaya Đức Phật dạy như thế. Phần thứ hai là phú quý tiền của rất nhiều, địa vị tôn quý. Có cái cô Phật tử đó, không biết sao mà cô có đau bệnh trong người, cô đau bệnh hoài, cô đi lên bác sĩ mà hầu như là một tuần cô đi 3-4 ngày, có khi đi cả tuần. Lên bác sĩ nói tôi thấy bà bệnh gì đâu mà sao bà tới khám hoài. Mới kêu sao trong người ăn không được, ngủ không được, nó khó chịu trong người quá. Mà tới bác sĩ xong về thấy nó khỏe, khỏe được bữa xong rồi qua bữa sau cái nó mệt tiếp. Ngộ ta. Khi gặp chúng tôi nói đây là bệnh nghiệp. Nghiệp tức là do cô sát sanh ăn thịt chúng sanh nhiều quá. Bây giờ cô phát tâm bố thí thuốc đi, thì cô cứ thấy chỗ nào cúng dường trai tăng, chỗ nào đi phát thuốc là cô mua thuốc, cô đến cô cúng dường, cô phát cô tặng. Cô làm như vậy quý vị biết không, 6 tháng tự nhiên khỏe re, người ít có đi bác sĩ nữa. Cô nói ô sao hay quá vậy ta. Thì điều này chúng tôi mới nhớ lại lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không, ngài nói đem cái tiền của mình đi bố thí thuốc đi, đừng có để dành, để dành cho lúc mình bệnh thì mình không có bệnh. Ai có làm được điều này không? Khó tin dữ á nha. Ai có tin mà đem đi đem tiền mình á để mà mua thuốc để tặng cho người khác mình hết bệnh? Cái nhân quả bố thí thuốc là ít bệnh hoạn. Bố thí vải là mình sanh ra đời nào cũng được đầy đủ vải bô. Rồi gì? Bố thí thức ăn á, con người mình ở nơi nào cũng được gì? Lúa thóc đầy bồ. Bố thí tài thì tiền của lúc nào trong mạng cũng có. Thực sự chúng tôi có một cái điểm giống như là Hòa Thượng Tịnh Không, là đời trước chúng tôi không biết bố thí tài, cho nên sanh ra đời này trong gia đình cũng nghèo. Thực sự là gia đình của chúng tôi nghèo. Bà cụ gánh cái gánh bánh hỏi, mà bán bánh hỏi chay mà quý vị biết, một năm giỏi lắm dư được một cây vàng, một năm dư một cây vàng thì không có nhiều, bệnh cánh hết à. Quá trời nghèo, đi tu cũng thiếu thốn, mãi cho đến lên trên này đến 2007 cũng thiếu thốn, mua gạo thiếu ăn. Thì chúng tôi biết cái đời trước chúng tôi không biết bố thí cúng dường, chắc cũng keo bà cố bà nội giống này, keo quá cơ ơi, không biết bố thí cúng dường cho nên nó thiếu phước. Từ khi bắt đầu nghe Hòa Thượng Tịnh Không kể cuộc đời của ngài, đến nỗi mà ngài phải nói là đi thọ giới mà không có tiền mua bộ y. Bộ y bao nhiêu tiền đâu, 500 ngàn hoặc 1 triệu là mình có bộ y rồi, không có tiền. Sách mua cũng không có tiền mua thiếu. Cho nên đời trước không biết bố thí cúng dường. Nhưng mà đời trước nó có cái duyên là gì? Kết duyên với Phật Pháp, nói Phật Pháp cho người ta nghe. Cho nên đời này thích giảng Phật Pháp, thích đọc Phật Pháp, thích coi Phật Pháp, thích nói Phật Pháp cho mọi người, thích đem Phật Pháp tặng cho mọi người. Nó còn cái phước gọi là pháp thí, nó kéo lại, nó gỡ gạt. Cho nếu mà không có cái phước này nữa thì thôi, không biết giờ ra cơ mang nào mà kể. Vừa là thiếu phước, vừa là không có trí tuệ nữa thì thôi, khổ biết cơ mang nào mà kể. Cho nên thành ra đời trước chúng tôi không biết thứ bố thí cúng dường. Cho nên cái phước mà đời này có nè, cái phước mà hiện hữu bây giờ đây nè, là do đời này làm. Làm từ bao lâu? 2007. Làm bằng cách nào quý vị? Gom tiền chủ nhật phóng sanh 500 ngàn, gom tiền cái làm băng đĩa tặng, gom tiền cái làm sách kinh băng đồ tặng cho mọi người. Đúng là cái pháp thí nó thù thắng. Cái pháp thí khi mà mình làm bằng cái tâm chân thật rồi, cái tài thí nó ở trong mạng mình rất nhanh, nó tăng cao rất nhanh. Và chính cái pháp thí này nó kéo dài thọ mạng của mình nữa, cái trí tuệ phát sanh nữa. Cho nên mới pháp thí thắng mọi thí là vậy. Nhưng chúng tôi mong sao mà những cái bộ sách như là giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục, một số sách văn sao, quý Phật tử về mình cứ cái gì đem về mình tặng cho Phật tử, những người bạn của mình, gọi là pháp thí, không tốn đồng nào hết trơn á. Như vừa rồi cái cô ở bên Áo, cô về cô xuống trường Phước Huệ, cô gom 63 bộ sách mang xuống cúng dường cho chư tăng, chư tăng quan hỷ vô cùng, gọi là pháp thí. Làm được điều này không quý vị? Được chứ. Nhưng mà mấy MP4 cho là người cái thôi, chứ không có lấy nhiều về cho bạn được ngang hết á. Cái niềm vui mà làm pháp thí mà mình cho người ta, người ta quan hỷ, người ta nghe mà người ta quan hỷ. Nhất là mẹ của Thượng Tọa Thanh Phong, bà cầm cái máy bà để trong tay, mà bà lên trên máy bay, mà cái lúc chúng tôi đi xuống ở dưới chùa Liên Hoa
Bạc Liêu để giảng á, khi lên máy bay ngồi rồi bà cũng không nói chuyện với chúng tôi, vậy bà cầm cái máy qua để trong cái lỗ tai bà nghe miết à. Hỏi ổn sao mà bà không nói chuyện với thầy, lâu ngày thầy xuống đây phóng sanh thầy gặp bà kỳ mà bà cứ nghe miết à. Kêu nghe ông thầy ông nói trong này nó hay hơn ông nói ngoài. Vì gì bình thường nói chuyện nó không có được như trong máy. Cũng như khi mà nói chuyện bình thường nó không có bằng lên pháp tòa. Cho nên mình ra bà cứ cầm bà nghe suốt à. Bà kêu hồi tối con không ngủ được lạ chỗ, con nghe thầy giảng suốt đêm mà sáng con khỏe quá chừng. Mẹ của Thượng tọa Thanh Phong, trời ơi, mình thấy cái máy nó giá trị với người này ghê gớm luôn, quá giá trị luôn. Cho nên thành ra gom cho bà mười mấy cái, bà đem tặng cho người khác, bà dặn bà phải nghe ngang, bà để không mang tội bà phải trả lại. Bà đưa nghe bà còn dặn. Cho nên người cái pháp thúy là Hòa Thượng Tịnh Không là ngày để lên số 1 hàng đầu. Khi qua cái là gì? Tặng máy chuỗi với tượng Phật, nhiều đó. Nãy giờ 1 tiếng đồng hồ cái gì hả? Thứ ba là khang ninh thân thể khỏe mạnh, tâm hồn yên ổn. Cái người mà tâm hồn an ổn, thân thể khỏe mạnh là do người ta ăn chay, giúp cho người khác ăn chay. Cho nên chúng tôi nói có hai cái niềm vui trong gia đình, là hai cái chỗ mà làm niềm vui cho gia đình, đó là cái bếp nấu cỗ chay, nấu đồ chay cho gia đình ăn. Thứ hai là cái bàn Phật. Không biết quý vị cung kính Phật như thế nào. Riêng bản thân chúng tôi khi thỉnh Phật về, chúng tôi chờ đợi giống như lúc trước mà cái ngoài thế gian mà quý vị chờ đợi ngày đám cưới đó, biết không? Chờ đợi một cái cuộc vui của mình đó, hiểu không? Cái niềm vui của chúng tôi mà tuy rằng thỉnh bộ tượng Phật Tam Thánh 1 mét về thôi, trong lòng nó chờ đợi nó vui hoan hỷ. Bây giờ cái chỗ mà chúng tôi đặt là chúng tôi để thiệt là cung kính, tôn kính, mà chúng tôi làm bằng cái tâm chân thật cung kính. Cho nên khi thỉnh tượng Phật về, chúng tôi giống như là rước Phật thiệt về. Thì khi mà mình lấy cái niềm vui bằng Phật á, là để cái chỗ để mà mình nuôi cái tâm hồn mình làm niềm vui á, thì người này bớt khổ đau. Còn người mà không có biết lấy cái bàn Phật, lấy cái chỗ thờ, cái phòng thờ làm cái niềm vui á, thì người này khổ đau dài dài. Vì sao vậy? Lắng nghe nè. Bởi vì vậy, lấy những cái niềm vui xe cộ, nhà cửa, phòng khách, những cái gì bên ngoài nó giả tạm một thời gian, tự nhiên nó mới mang về, quý vị thấy là nó thích thú, thời gian nó hết thích thú à. Còn riêng cái phòng Phật quý vị á, tuy rằng tượng Phật không có đẹp, tượng Phật giấy thôi, mà mình lên mình tu nó vui rồi á, lúc nào mình cũng nhớ bằng Phật để mình vô mình tu. Cái chỗ này là cái chỗ để nuôi cái tâm hồn, còn cái bếp là cái chỗ để nuôi sắc thân. Hai cái chỗ này làm niềm vui. Nhưng mà người đời thì trái lại, cái bếp cũng là niềm vui nhưng mà là gì? Là thức ăn mặn. Và cái phòng khách của họ là ngồi gì? Hát karaoke, uống rượu là niềm vui. Thì cái chỗ này họ sẽ gặp khổ đau dài dài. Hôm nay biết rồi ha, về sửa sang bàn Phật. Cô Liên An này cũng quay cái bàn Phật, chúng tôi nhìn, chúng tôi thấy hoan hỷ vô cùng. Qua Hồng Kông cho nên hình ra thấy để mấy cái tranh Phật A Di Đà đứng. Cái phòng đơn giản thôi mà trang trí chúng tôi thấy hoan hỷ vô cùng. Để dành cái phòng lớn nhất để làm cái bàn Phật. Còn mình không biết tu á, khi mình làm nhà là cái phòng ngủ mình làm to nhất, đẹp nhất với phòng khách, với phòng Phật bé tí á. Cho nên chúng ta phải làm gì? Tôn kính Phật, để Phật lên hàng đầu. Và gì? Chính Phật sẽ giúp mình cái lúc thọ mạng mình hết. Chỉ có Phật mới giúp mình được. Còn tất cả nhà, cửa, vợ, chồng, anh em, cuộc sống á, nó chỉ giúp cho mình trong cái cuộc sống tạm thời, lúc ra đi rồi không ai giúp mình được hết. Chỉ có câu Phật hiệu, chỉ có Đức Phật mới đưa mình về Tây Phương Cực Lạc, giúp cho mình thoát khỏi sanh tử luân hồi, đúng không quý vị? Lẽ dĩ nhiên nếu mà gia đình biết tu thì tuyệt quá. Vừa rồi ở dưới Cà Mau, cả gia đình 10 người, hai vợ chồng, ông này chắc cũng 70 mấy tuổi, vợ chồng, dâu, con, cháu chắc, mà sao nhìn đứa nào mặt mày nó cũng gì hồng hào mà hoan hỷ, nó đẹp mỹ lệ. Kêu ổ, gia đình có ăn chay không? Kêu cả gia đình con ăn chay. Từ khi mà 1 năm nay thầy phổ biến văn sao là ngày nào gia đình con ăn cơm cũng đọc văn sao. Tuyệt quá, hay quá. Hôm nay con lên con cúng cái phong bì, 200 phong bì để dỗ mẹ thầy, để mà phát cho cúng dường cho chư tăng. Thì chúng tôi về lục lại phong bì có 10.000 thôi. Phong bì có 10.000 à? Ồ. Nhưng mà không biết ông để dành đâu, khoảng 10 triệu. Ông kêu cái này là cúng riêng cho thầy, để thầy lo tâm bảo. Còn chư tăng á,
một cái phong bì mà ông đưa một cọc cái dây nè, mình kêu chào biết bao nhiêu cũng đường cọc dày dữ ta. Mà phong bì có cái đặc biệt là gì, cái phong bì đỏ ông mua đâu mà nó đẹp quá cỡ quá vậy. Phong bì đỏ là nó cái phong bì lì xì nó quá chở đẹp, nhưng mà trong đó có 10.000 à. Thì chúng ta để dành đó, nãy giờ bữa lên cúng dường chư tăng nhân, bởi vì cái tâm của họ quá chân thật. Từ Cà Mau họ lên đây, họ kêu con lên đây con tu mấy ngày con an lạc, con nghe thầy giảng bữa nay con quan hỷ vô cùng, đúng là không có ấn tổ. Văn sao thì cũng gia đình con không biết nó lộn xộn cỡ nào, một năm nay đọc văn sao trong gia đình, áp dụng văn sao gia đình của con nó an lạc, trời ơi trong lòng chúng tôi nó phơi phới, nó sung sướng. Thì kêu ông nói điều này ông tôi nghĩ là dắt nhàn vui còn hơn là ông cúng 10 triệu. Thực sự chắc chắn nếu ông áp dụng 3 năm thôi, lúc ông ra đi là cả gia đình hộ niệm ông vãng sanh. Ông nhớ có câu chuyện trong đó ông kêu có gia đình nó áp dụng ngày nào cũng đọc văn sao 3 năm, ông cha ra đi cả gia đình hộ niệm cho ông cha ra đi ngon lành. Thì trong văn sao đầy đủ hết trong đó quý vị. Không biết ở trong này có ai áp dụng không? Ở khu chiên tu là áp dụng triệt để. Sáng nào thầy Nhật Tánh cũng phải đọc, đọc hết chánh biên rồi đến tục biên rồi tăng quản chánh biên rồi tam biên quần đi quần lại đọc hết, đọc 10 năm. Dám chắc là có hữu ích. Đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu, nghĩa kia tự rõ. Mình là phàm phu mình phải đọc nhiều lần nó mới thông đạt được cái kẻ thú ở trong đó, còn không là nó không thể thông đạt được. Thứ tư, hiếu đức là tính lương thiện, nhân hậu, bình đẳng. Hôm nay cô Liên An này với đạo tràng thấy ở đây là một đại gia đình đúng không? Phải đại gia đình không? Vì đại gia đình cho nên về cúng đâu có điều kiện đúng không? Là gia đình rồi là không có điều kiện. Ví dụ mình mới lập gia đình, mình sanh con á, mình cho con mình mua quần mua áo, mình có điều kiện cái đó không? Không. Đã là gia đình rồi là không có điều kiện. Bằng một cái tâm làm vô tư, vô vụ lợi, không điều kiện thì gọi là gia đình đúng không ạ? Thì khi mà mình có cái tâm mà chân thật không điều kiện, mà xem đây như là một đại gia đình, mà đúng thiệt á, nhiều đời nhiều kiếp á, những người trong này cũng là thân bằng quyến thuộc á. Chắc đời trước quý vị cũng là má giáng nhàn sao á, hoặc anh em chị em trong này nè, mới ngồi đây nghe chứ còn không á hả, ăn gia trái chủ á, ngồi đây làm sao. Bữa qua bên Canada giảng á, có ông đó ông đứng ông chống nạnh, mà ông chắc cũng sáu mấy tuổi rồi đó. Ông đứng chống nạnh cái mặt ông kênh kênh vậy nè. Ủa ông này sao kỳ vậy ta, cả mọi người đang nghe giảng mà sao ông kênh mình dữ vậy ta. Thì cuối cùng á, chưa giảng xong ông kêu cho tôi có điều kiện. Hỏi điều kiện gì? Thầy giảng giờ hồi nãy giờ tôi không đồng ý đâu. Cái chuyện là vật dưỡng nhân, người ta ăn thịt người ta mới sống. Hồi xưa giờ người ta ăn thịt, tôi ăn thịt từ nhỏ giờ có gì đâu mà thầy nói về cái chuyện ăn thịt phải quả báo đồ. Ông nói một lèo luôn. Nghe đúng là con gia trái chủ đời trước, chắc mình với ổng chắc cũng là vợ chồng mà chắc mình cũng xử ổng. Xử ổng. Xử ổng cho mình giờ mình đụng mình đi làm việc ổng xử mình lại. Ổng kiếm chuyện. Ông kêu thôi giờ cái chuyện ông nói thì lập luận của ông thôi, bây giờ người ta đang nghe người ta thích. Bây giờ ở trong này ai giác nhàn hỏi cái đạo tràng ở đó, bữa đó cũng trăm mấy chục người ngồi trong chùa Địa Tạng á, hỏi ai thích cái điều giác nhàn nói giơ tay lên, rồi ai cũng thích hết trơn. Kêu đó có mình ông không thích thôi, đi ra ngoài cho rồi. Ông kêu cho con nói nữa, cái ông kêu ông đi ra ngoài cho nói gì nữa. Ông nói cái điều người ta không thích, còn thầy nhàn nói cái điều người ta thích ông nói làm gì. À, nãy giờ có ai không thích đâu, giơ tay lên. Nếu mà giơ tay lên là đi ra ngoài nha. Bởi vì mình không thích ngồi đây làm chi. Mà không thích là oan gia trái chủ. Cho nên ở trong nhà mình mà mình nói con mình không thích là mình biết đời trước mình với nó có chuyện rồi đó. Thôi không nói nữa. Không nói nữa. Lấy thân của mình hành tích đức. Một thời gian cái nó ôm mình, nó kêu mẹ ơi con thương mẹ quá, mẹ dạy con đi, mẹ nói với đi, sao mẹ em không dạy mà im lặng không, mẹ không nói vậy. Lúc đó mình mới nói. Còn bây giờ cái miệng cái bếp xếp nói hoài, nó ghét dữ lắm. Đúng không? Có cô có cười cười là chắc đúng rồi sao? Bây giờ nó không có phục. Thứ nhất cái âm đức của mình là cái lời nói nó không có được, cái âm thanh mình nó không có đức, không có phục được nó. Thứ hai nữa mình giữa nó là oan gia trong nhiều đời rồi, đến bây giờ nó gặp nhau để nó làm cho mình chướng duyên thì thôi im lặng.
Cho nên Phật có bốn cái cách để mà Ngài giảng pháp. Thứ nhất, Ngài giảng trực tiếp. Thứ hai, Ngài giảng lưu dẫn vòng vòng á. Thứ ba, Ngài gì? Hỏi ngược lại. Và thứ tư, Ngài im lặng. Ngài nói không được là bắt đầu là Ngài im lặng. Ngài không nói nữa. Im lặng không phải không biết gì, mà biết hết mà cái đó là thôi độ không được rồi. Thôi im lặng không nói nữa. Im lặng hay lắm á nghe. Im lặng như sấm sét vậy đó. Im lặng như sấm sét không? Im lặng mà trong cái tâm của mình cái gì đầy đủ cái nghị lực ở trong đó. Cho nên chỉ quý vị cái cách mà nói con cái không nghe thì im lặng. Trong nhà Phật của mình, cái người đó nói không được rồi, vị thầy đó, vị chú đó, vị sư cô đó nói không được rồi đó, thì không nói nữa mà dùng danh từ gọi là mặc tẩm. Mặc là gì? Mặc kệ. Thì lâu ngày chày tháng họ tự gì? Một là sám hối, còn hai là họ phải ra đi thôi. Gọi là mặc tẩm. Còn con cái mình không phải mặc tẩm, nhưng mà gì? Mình im lặng để mình dùng cái công đức niệm Phật, mình hồi hướng cho họ, hồi hướng cho. Có thể đổ được mình đổ. Trong nhà mình nếu mà mình không dùng cái tâm bình đẳng, thương đứa này nhiều, rồi thương đứa kia ít, rồi ghét đứa nọ, thế nào cũng có chuyện. Mấy đứa con nó biết liền à, nó kêu má sao thương anh trai á, rồi má sao thương chị gái, má sao thương em gái, sao má con má lúc nào má cũng la, má không có lo lắng gì cho con hết. Một là nó gì, nó đi bộ đời, nó bỏ ra khỏi nhà, hai là nó tự tử, nó chết rồi. Do mình không có tâm bình đẳng. Muốn có tâm bình đẳng thì sao? Phải niệm câu Phật hiệu. Trong danh hiệu Phật A Di Đà nó có cái đức bình đẳng, niệm thường xuyên trong đó tâm mình nó bình đẳng. Hai người, hai mẹ con thì thương yêu nhau, thêm ông chồng nữa là có người thứ ba là có vấn đề đó nghe. Có cái cô đó có thương đứa con quá, rồi ông chồng nói cái gì cổ cũng la ông chồng hết trơn. Đúng là bà này bà già không mà la ông chồng im liền à. Trời ơi, bà la ông chồng, sao mà anh cứ la đứa con? Đứa con nó học về mệt rồi, bữa nay nó không đi học được thì ngay mai nó đi học, nó ngủ chưa dậy, nó mệt thì đừng có kêu nó dậy chứ. Thôi bà dung dưỡng đó. Cãi lộn nhau cũng vì đứa con, không biết dạy con. Cho nên thành ra nếu quý vị mà không học được trong An Sĩ Toàn Thư là quý vị, hoặc là những cái bộ sách như là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là quý vị không biết dạy con đâu. Điều thứ năm là thiện chung là thân thể tiên liệu thời kỳ chết của mình, khi lâm chung không gặp tai họa, thân thể không đau đớn vì bệnh tật, trong lòng không vương vấn và phiền não, ôn hòa tự tại ra khỏi nhân gian. Cái người ăn chay cái lúc lâm chung người ta mất không đau đớn. Vừa rồi có bà cụ 97 tuổi, mẹ của cô Huệ chắc hôm nay cũng có ở đây nè. Gia đình chúng tôi thấy là tương đối có phước. Coi khi ở bên Mỹ, cô quyết định cô về đây, cô mua miếng đất, cô đưa mẹ cô về đây, cô nuôi, cô lo lắng cho bà cụ. Bà cụ ra đi mà cô bất ngờ luôn, cô vô phòng bà cụ đi hồi nào không hay, cô bất ngờ luôn. Bà đi rất nhẹ nhàng. 97 tuổi mà nhìn gương mặt hồng phúc, hoan hỷ vô cùng. Khi mà chúng tôi lên ở trên này, chúng tôi khai thị cho gia đình á, chúng tôi khai thị cho bà cụ, nhìn vô cái tấm hình bà cụ thấy bà hồng phúc, con cái ở Úc, ở Mỹ, đứa nào làm ăn cũng thành đạt, hoan hỷ vô cùng. Cả bao nhiêu người về hết, chỉ có một đứa nó bị tai biến, nó đi không được, nó không về thôi, chứ hầu như đứa nào cũng về hết trơn. Bà cụ này quá là hồng phúc. Lúc bà ra đi, bà hoan hỷ vô cùng. Cho nên thành ra mình muốn mà lúc lâm chung mà đi không đau bệnh, mà đi nhẹ nhàng á, thì bây giờ phải ăn chay, kiên giết phóng sanh. Muốn lúc, ai muốn trong này lúc lâm chung đi nhẹ nhàng không, giơ tay lên. Ai ở trong này còn ăn mặn đâu, giơ tay lên. Vậy thì ra đi không nhẹ nhàng đâu. Nếu giơ tay lên là đi ăn nhẹ, ăn ra đi. Bởi vì khi lúc lâm chung là mình phải trả nợ mà. Trả nợ miệng, nợ nghiệp báo khi ăn thịt chúng sanh á, thì nó đau đớn mới trả quả, tức là nó đau đớn. Không có ai lấy dao đâm vô người mình, nhưng mà rất là đau đớn. Đó là trả quả. Ăn cái nhân đó là mình ăn thịt chúng sanh, thì lúc lâm chung phải trả cái quả đó. Và nếu lúc lâm chung ra đi thân không đau bệnh, thì ngay bây giờ phải ăn chay trường. Nếu không ăn chay trường thì ăn chay ngày, nhưng mà ngày nào cũng ăn là được. Được không? Và muốn lúc lâm chung ra đi tinh thần không hôn mê, tức là tỉnh táo sáng suốt, thì phải niệm câu Phật hiệu. Đơn giản vô cùng, nhưng mà làm không phải dễ. Lúc trước xuống gặp thầm,
đảnh lễ hòa thượng Trí Tịnh. Bao nhiêu người đắp y đồ chư tăng chư ni đồ vô quỳ xuống để mà đảnh lễ. Phật tử đồ nữa lên chùa của ngài đảnh lễ ngài, đang đợi ngài thử ngài khai thị cái gì nha. Mình tưởng ngài là coi như là phải khai thị cái gì dài mà lâu lắm nha. Cuối cùng cái ngài quay ra ngài hỏi: quý Phật tử ăn chay trường chưa? Có người nói dạ có, dạ chưa. Có nhiều người kêu dạ ăn rồi, có nhiều người chưa kêu chưa. Hỏi quay lại nhìn mấy thầy hỏi: mấy thầy niệm Phật nhất tâm chưa? Mấy thầy không ai dám trả lời. À mà dám trả lời cái vụ này. Thì chưa thì sao? Thôi về cố gắng niệm Phật ăn chay nha. Rồi xong rồi đó, về. Không nói nhiều. Vậy mà nhớ đến bây giờ luôn. Còn bây giờ chúng tôi giảng nói tràn lan đại hải, cuối cùng giờ hỏi ăn chay chưa? Chưa. Niệm Phật được chưa? Chưa. Cho nên hồi xưa người ta tới, người ta gặp các vị minh sư họ khai thị rất ít. Nhưng mà riêng bây giờ nếu mà một chủ nhật mà quý vị về, chúng tôi gặp quý vị khi lên trên này hỏi ăn chay chưa? Cái người kêu có chưa? Có người kêu chưa? Hỏi niệm Phật chưa? Mấy thầy nhất tâm chưa? Mọi người im lặng kêu thôi đi về đi. Kiểu đó chắc người ta hỏi tới chùa nữa luôn. Vì cái căn lành, cái duyên của mình là gì? Phải giảng giải từ từ người ta mới thấm được. Bây giờ Hòa Thượng thấy một cái số lượng người họ cũng tương đối là thuần rồi, cho nên phải khai thị như vậy. Hả hả? À, bây giờ nghe cái lá thư này nghe. Cái lá thư này hay dữ lắm á. Nhật Minh đọc cái lá thư này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị giáo dục gia đình, trích trong sách Giáo dục trong gia đình. Xem khắp cổ kim, dù nhà hay nước, hưng thịnh suy vong, bình yên loạn lạc, chưa bao giờ chẳng lấy cái thân của cá nhân đang cầm quyền để làm cội gốc. Vì thế nói, cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là thân. Nhưng muốn nước nhà hoặc khởi hưng thịnh, lại cần phải biết cái gốc để lập thân. Cội gốc để lập thân như tôi vừa nhắc đến chính là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằn bậy của chính mình, để khôi phục lễ nghĩa, đôn đốc luân thường, tinh sâu nhân quả, dè dặt kiên sợ, chỉ sợ trái vượt. Làm được như thế thì sẽ có thể tỏa rạng được minh đức, ở yên nơi cảnh giới tốt đẹp tột cùng. Lý ấy, sự ấy, phàm những ai có hiểu biết đều có thể thực hiện được, nhưng chẳng phải là lạ lùng đặc biệt, huyền diệu đến nỗi muốn cầu mà không được. Bởi lẽ đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đệ mà thôi, chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Thất phu thất phụ nếu thực hiện được như thế thì gần là con cái và anh em trai, chị em gái, chị em dâu đều cùng nhìn theo, bắt chước nhau làm lành. Lâu ngày phong thái ấy sẽ lan ra cả làng, cả ấp. Do vậy kinh thi khen ngợi văn vương là hình ư quả thê, chỉ ư huynh đệ, dĩ ngự ư gia bang. Nghĩa là làm gương cho vợ của chính mình, rồi đến anh em, cho đến khắp cả nước nhà, chính là do ý nghĩa này. Nhưng thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Bởi lẽ gia đình chính là nơi phát sanh hiền tài trong thiên hạ. Cha mẹ chính là những người để bậc hiền tài trong trời đất noi gương. Giáo dục trong gia đình nghiêm ngặt, chánh đáng thì những đứa con có thiên tư sẽ có thể tọa rạng minh đức, ở yên nơi tốt lành tột cùng.
Hễ cùng quẩn thì riêng mình thiện, mà cũng nêu gương trong làng, trong ấp. Hễ hiển đạt bèn làm cho cả thiên hạ cùng được thiện, lập đại công, dựng đại nghiệp, âm trùm hoàng vũ, thấm nhuần không ngần mẻ. Con gái thì giúp chồng dạy con, giữ vững chức phận người phụ nữ, làm bậc mẫu nghi trong chốn quê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới, lễ trạch tạo lợi ích cho lẫn nhau. Như thế đức đẹp càng tỏ rạng, há chẳng thể nào thuần phong mỹ tục, thiên hạ thái bình ư? Những điều vừa nói trên đây chính là luận theo phía những kẻ có thiên tư thượng đẳng. Dẫu những kẻ thiên tư thuộc loại trung hạ, cũng biết tôn kính lễ nghĩa, văn dự phép tắc, biết giữ yên bổn phận, quyết chặn đến nỗi trở thành hạng ương bướng, hèn hạ chống đối. Trong cõi đời muốn cho gia đình lẫn đất nước được quật khởi hưng thịnh, thì cố nhiên phải nên chú trọng nơi đường lối giáo dục trong gia đình. Một người bạn tôi sẵn lòng lo toan cho đời, đau đớn nghĩ thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống, nhân dân khốn khổ chẳng thể kêu gào nơi đâu, bèn đem mười thiên giáo huấn về văn giữ luân thường, vốn là của báo gia truyền của nhà ông Thạch Thành Kim và tác phẩm Châu Tử Gia Huấn Giải của Châu Phụng Minh, ghép chung lại đặt tên là Gia Đình Bảo Giám, tính ấn hành để lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu những người muốn hưng khởi nước nhà trong cõi đời đều có cái để làm vốn. Toàn tính xong xuôi, bèn sai quan cắt bút trần thuật những nét chánh yếu để tạo thành lời tựa. Tuy lời lẽ trong lời tựa này không phù hợp sát sao cho lắm, nhưng ý nghĩa quả thật đích xác, không dối trá. Nguyện những người yêu nước thương nòi, thương yêu con cái trong cõi đời, mỗi người đều giữ lấy một cuốn để giáo hóa, chỉ dạy con cái thì thành tích chắc sẽ vượt ngoài những điều mong mỏi vậy. Ví như đang khát mà có được nước cam lồ, chẳng những hết khát mà còn nhanh chóng trừ được nhiệt não, thân tâm thanh lương. Sách này văn chương tuy nông cạn thông tục, nhưng quả thật là cửa ngõ để mong thành thánh thành hiền. Đến khi đã thâm nhập thì sẽ lên thẳng chỗ huyền diệu sâu thẳm, ai có thể cự lại được? Vua Thuấn là bậc đại thánh nhân mà vẫn còn thích suy xét những lời nông cạn, huống là những lời lẽ tinh thâm, thuần túy tột bậc thiết thực đối với thân tâm này ư? Nguyện ai nấy quý trọng, gìn giữ để làm tấm gương soi sáng tương lai, thì gia đình may mắn lắm, mà thiên hạ cũng may mắn lắm thay. Nam mô A Di Đà Phật. Trong cái bộ sách Văn Sao của Ấn Tổ, Tam Biên, Tục Biên, Tăng Quảng, Chánh Biên nói ba cái điều kiện. Thứ nhất đó là giáo dục gia đình. Thứ hai đó là nói đến cái thọ mạng con người, muốn có sức khỏe, sống dai, sống tuổi thọ kéo dài, đó là phải bảo thân tiết dục. Và thứ ba đó là tu pháp môn tịnh độ để liễu tha sanh thoát tử trong một đời này. Muốn liễu sanh thoát tử trong một đời này chỉ có pháp môn niệm Phật. Đó là ba cái điều mà Ấn Tổ Ngài nói trong Văn Sao. Cho nên cái việc mà giáo dục gia đình, quý vị phải coi và áp dụng. Chúng tôi nói gia đình nào mà khéo á, giỏi á, 3 năm. Mà tự thân người vợ, người chồng phải áp dụng triệt để, con cái bắt chước theo. Vừa rồi có hai vị thầy giáo cũng dạy cấp 3, dắt hai đứa con lên nói: thưa thầy, con rất ưu tư, mấy đứa nhỏ con của con nó đi học về nó hiếu động, năng động, nói nó rất là khó nghe. Bây giờ con quyết định con cho nó ở nhà
3 năm để con dạy đệ tử quy cho nó. Cho nó học đệ tử quy rồi nó học cái giáo dục gia đình, 3 năm sau rồi con cho nó đi học được không? Kêu được. Bởi vì hôm trước con nghe thầy có kể một cái câu chuyện, ông đó ông cũng làm như vậy đó. Chứ con nghĩ nếu mà nó nuôi nó như lớn như vậy lên thì chắc là nói nó không nghe và nó hư. Con là thầy giáo mà con đi ra ngoài trường con dạy, bây giờ học sinh nó đập bàn, con nói mà nó đập bàn nó cự lại con, thì con nghĩ con cái của con thì chắc về sau nó cũng vậy. Thì học trò này từ ở đâu? Từ trong cái gia đình cha mẹ không có giáo dục, cha mẹ không có giáo dục, cho nên khi nó ra học đường rồi nó đi làm những cái công chức thì nó cũng là người ngỗ nghịch quan đàn. Cho nên cái việc giáo dục trong gia đình quan trọng vô cùng. Với cái gì lắng nghe 15 điều giáo dục trong gia đình này nha, ở trong An Sĩ Toàn Thư chúng tôi đọc, chúng tôi trích ra quý vị lắng nghe. Cái này sợ quý vị nghe qua rồi quý vị quên, bữa nào chúng tôi in chúng tôi đưa cho quý vị coi đọc tới đọc lui rồi mình áp dụng mình mới nhớ được. Lắng nghe nè. Răn dạy người giáo dục trong gia đình: một, phụ nữ trong nhà không nên quát la to lớn tiếng. Có nhiều người nói, tao nói mày ngang mà không nghe tao phải không? Mày chết mày sẽ thang hay chưa? Tao biết mày vậy ngang. Hồi nhỏ tao đẻ ra trứng tao luộc tao ăn cho rồi đó. Nói mà cái mặt hầm 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 đỏ bừng lên la quá. Trời ơi, lần sớm người ta nghe người ta tưởng trong nhà cãi lộn, nhà cháy nhà, nó chạy qua nhìn nhìn hỏi nhà chị có gì vậy? Không có, tôi la con tôi á. Đây là phụ nữ không cho la quát lớn tiếng hơn. Cái này là phải ái ngữ, lợi hành đồng sự. Công ngôn dung hạnh mất hết rồi. Lắng nghe cái cách của chúng tôi nói chuyện với đại chúng. Cái này cái bí quyết nên về làm thử được không nha. Lắng nghe nè. Khi con cái, vợ chồng ai cũng vậy, họ đang làm sai hoặc đang trước mặt bá quan văn võ, hoặc đang cái lúc mà mình cảm giác mình thấy họ đang làm sai, đừng có quát, đừng có mắng, đừng có nói gì, im lặng để đó, dồn đó. Đến cái lúc ăn cơm hay lúc mà tâm họ bình khí hòa rồi đó, yên ổn rồi đó, họ không có cách gì chống đối được nữa đó, họ không có chuẩn bị để chống đối, lúc đó mình nói. Còn cái lúc mà họ đang bừng 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 lên, lửa giận họ đang ở trong lòng, mà họ đang khó chịu trong người, hoặc là chưa đúng lúc đó, gọi là không có đúng thời, Phật thuyết pháp cũng phải cái cơ cái lý cái thời đúng không? Đúng cái thời lúc đó mình nói là sẽ là thất bại. Rồi ta để cái mâm cơm, mình nấu bữa cơm lên ngon lành vui vẻ, bắt đầu mới anh hà, anh hè, bắt đầu mình mới nói á. Tự nhiên vô rốt trong đầu họ vô hết rồi. Khi một người đó có cái tội, có cái việc đó, im, đừng có la, đừng có quát, đừng có mắng, đừng có nói liền, để im đó. Đến cái lúc nào đó thuận tiện để đó, bắt đầu mình suy nghĩ cái việc đó mình phải nói làm sao, mình để đó, dồn cái tội nó vô ha. Để cái lúc đó cái mình quật một cú, cái là ảnh phải phục liền. Cái cách đó là cái cách là hay nhất. Đừng có làm liền nóng vội, thất bại, đừng có la quát mắng liền. Mình la sẹt sẹt sẹt, mình la cái mát cái miệng mình quát á, nó không, họ không có phục. Chứ ở trong này người ta dạy là An Sĩ Toàn Thư là một ông thánh nhân rồi. Ông kia người phụ nữ mà la quát cái miệng mà cứ quát hoài á, là con cái nó không có phục, mà gia đình nó lộn xộn. Nè, thứ hai là phụ nữ không nên trang điểm xinh đẹp, không xông ướp nước hoa thơm vào mình. Nếu mà mình xông ướp mà mình làm đẹp như vậy, con cái nó mất chứ. Lớn lên nữa chỉ lo làm đẹp thôi chứ không lo làm ăn. Nó lo thất nghiệp chứ nó không lo thất đức. Nó lo lương tháng không chứ nó không lo lương tâm. Hiểu hiểu mấy câu này không? Nó làm nó tính tiền cho nó có tháng có tiền thôi chứ, để nó lo trang điểm sắc đẹp thôi chứ nó không có lương tâm. Bữa cái ông đó ông nói, con làm cho chùa thầy là con là lương tâm chứ không có lương tháng đâu. Mình học được câu này hay, ông này nói hay. Phải không? Còn người đời người ta làm cho xong cái công việc của họ hư hay là được mất gì kệ, miễn sao đến tháng lấy tiền thôi gọi là lương tháng. Lo con gì thất nghiệp, không lo thất đức. Ấn Tổ nói câu này. Có cái cô đó, quý vị biết là có hãnh diện của nó là từ khi con đẻ con ra bây giờ
chưa đứa nào mà thấy cái mặt thiệt da của con là mặt thiệt á. Là bởi vì trong phòng có cái bàn phấn, bàn trang điểm, có nhà vệ sinh trong phòng, có vừa thức dậy cô xúc miệng rửa mặt xong một cái 4-5 giờ cô thức dậy là cô lo cô làm cái mặt cổ đẹp liền, giống như ca sĩ lên trên sân khấu liền thôi à. Bước ra khỏi nhà giống như bà ra sân khấu con mà thấy cái mặt là trang điểm chứ không có khi nào mà thấy mặt tiền. Thì mấy đứa con đứa nào cũng thế, dạy cho nó bắt chước á. Cho mình trang điểm để mà con người mình nó đẹp. Thực sự một con người đẹp, đẹp nhất đó là giới của họ được thanh tịnh, tâm của họ được trang nghiêm thanh tịnh. Dầu cho họ hô, họ lùng, họ súng, họ gì đi nữa mà trong tâm họ thanh tịnh trang nghiêm thì nhìn cái hô cũng đẹp theo kiểu hô, mà lé đẹp theo cái lé, lùng nó đẹp theo kiểu lùng không, súng đẹp theo kiểu súng không. Là bởi vì tâm họ nó thanh tịnh rồi, cái đẹp là đẹp từ cái nội tâm. Cho quý vị thấy là có ai mà giàu như Chư Tăng không? Giải bận đầy đủ hết, không có bận thiếu giải mà giải vàng nữa, đẹp không ạ? Trang nghiêm. Cho nên Phật chế là cái y cái áo nhìn đấy, trang nghiêm vô cùng đó. Còn nhà mình quá trời giàu luôn mà mặc thấy thiếu giải, hở chân hở thùm lum hết trơn, chết không. Tôi nói là mình cứ làm sao là con cá bắt chước cái vậy à. Ở trong này ngài An Sĩ Toàn Thư cũng nói tiếp tục nè, thứ ba nè: phụ nữ không ra ngoài xem rước đèn diễn kịch. Người phụ nữ mà thích đi ra bên ngoài ấy, là ở trong nhà mình gọi là nữ công gia chánh, nấu nướng lo lắng giặt giũ đồ cho gia đình ấy, là họ bỏ bê, họ thích đi ra ngoài không à. Cứ ra ngoài xem múa hát, nhất là nữ còn trẻ mà cho đi làm ca sĩ rồi cho hát đi ra ngoài, miết nó không thấy cái niềm vui trong nhà nữa là coi chừng coi như là mất mạng như không. Trong này làm các lời của các vị thánh không á nghe. Phụ nữ không được từ trong nhà nhìn rén la ngoài khe cửa. Là sao? Thấy người ta đám cưới đi ngang qua vui quá, nhìn lén lén qua đám cưới làm sao? Hoặc thấy ở ngoài chơi sao cứ lo nhìn bên ngoài lén lén nhìn qua khe cửa không à, không có lo trong nhà. Không, không được. Vậy kỹ không? Không lén lén nhìn ra khe cửa nghe chưa? Toàn là dạy phụ nữ không, không thấy nam. Nữ là quan trọng mà, chiếm hơn nửa phần để mà cho đất nước được yên bình mà. Ấn Tổ nói, tôi nói người phụ nữ chiếm hơn nửa phần để làm cho đất nước được an định. Thứ sáu, thứ năm, phụ nữ nếu phải uống rượu chỉ uống rất ít. Trời, có nhiều cái cô có uống rượu. Hôm bữa có cái ông đó, ông đi làm thợ hồ, ông nói trời cái bà đó uống rượu không có ông nào mà địch lại nổi hết, mà uống kinh khủng. Người phụ nữ mà uống rượu là thôi, hư mất, hư lắm. Hồi nãy có cái cô Thủy ở bên Iceland có nói, cái giới uống rượu á, lỡ mà mình đi ra bên ngoài, mình lỡ bị người ta nài ép hoặc giả mình uống một chút có phạm không? Cái giới uống rượu nếu mà mình uống một giọt mà mình thích á, thì phạm. Mà bị người ta ép mình, ép tức là mình kêu tôi bị bệnh gan rồi, tôi không uống được, kêu thôi lâu ngày, ngày vui của con tôi anh uống nửa ly thôi, ép thì mình không bị mang tội. Cái này do vô cái thế chẳng đặng đừng, mình từ chối không được. Còn nếu một giọt mà mình thích cũng thành tội. Cho nên Chư Tăng mà khi mà dùng rượu là pha với thuốc là phải xin tắc bạch Chư Tăng, xin Phật. Khi dùng để hòa vô với thuốc để nó lưu dẫn để cái thuốc này có tác dụng á, mà sau khi hết uống thuốc là phải ngưng liền, chứ không phải khi uống thuốc vô rồi cái pha rượu vài bữa cái thích quá cứ làm luôn, uống rượu luôn là không được. Người phụ nữ ít uống rượu nha, nhưng mà uống bia nhiều được không? Cũng không được đâu. Có nhiều người nói sao, bia nó không có say như rượu, nhưng mà uống một thùng cũng say chú nhủi á nha. Thứ sáu là phụ nữ không được nói năng thô tục, thiếu sự thanh nhã. Thường mình mà không có học thức, mà học thức ngoài thế gian á nha, đại học tiến sĩ đi nữa, mà người phụ nữ đó không có học lời dạy cổ thánh tiên hiền, vẫn nói thô tục, không có lời thanh nhã, thì con cái của mình nó cũng y chang như vậy. Bảy, vợ chồng phải kính trọng lẫn nhau, đối xử theo lễ nghi nghiêm trang như với khách đến nhà. Vợ chồng nếu mà thực sự cung kính giống như khách thì gia đình này sẽ hạnh phúc, bách niên giai lão.
Mà thường mình ở chung với nhau một thời gian thì nó hay có cái tâm khinh nhờn, hay cái tâm xem thường với nhau. Cho nên Ấn Tổ ngày nói một câu là mình nghe mình thấy giật mình. Suốt 20 năm tôi không dám liên lạc và liên hệ gần gũi và nói chuyện qua lại với các vị thiện nam tín nữ. Vì sao vậy? Vì nói chuyện qua lại liên lạc lâu ngày chày tháng, họ sẽ khởi tâm khinh nhờn. Ngoài đời người ta nó gọi là giỡn chó, chó liếm mặt. Con chó của mình, mình giỡn, mình cưng nó quá, nó liếm mặt mình liền. Đúng không? Gần phần, gần chùa gọi Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành, ảm Phật đi chơi. Cái tâm khinh nhờn của người mình nó kinh khủng lắm, kinh khủng lắm. Nếu mà mình thương chồng mình kính chồng mình, vợ kính chồng, chồng kính vợ, giống như là lúc bắt đầu mới gặp nhau, mới gặp nhau á, chưa phải đám cưới á, mới gặp nhau, quen biết nhau á, mà quý chồng cái gì, cái gì cũng gì, để anh làm cho thôi, em nghỉ ngơi đi. Thì sao? Thì hai người này sẽ hạnh phúc an vui, dám chắc như vậy. Cho nên chỉ có một việc khinh nhờn mà con người đó đọa lạc, mất hết sự nghiệp và tan rã gia đình hạnh phúc. Chỉ có một điều thành kính thôi mà người ta thành tựu được sự nghiệp và thành tựu được cái đạo nghiệp của họ. Chỉ có chuyện này nên bảo ban cho nhau. Phụ nữ cười nói không được để lộ răng. Vậy là biết rồi đó nghe. Phụ nữ này chưa nói đã cười nhe răng, mà chưa đi đã chạy là biết bà này bà Tám rồi đó. Biết bà Tám không? Bà Tám là nói xấu người ta đi đến đầu này đến đầu nọ. Mẹ chúng tôi không phải chúng tôi khen, bà cụ có một cái hay. Đi bán bánh hỏi xong về rửa chén xong xuôi hết rồi bắt đầu bà lên bữa cụ sớm, chứ không phải giống như bà Tám là mấy bà cụ ở hàng xóm á. Bà ngồi đầy hết trơn xung quanh, bắt đầu ngồi nói chuyện năm trên năm dưới người này người nọ. Mà bà cụ riêng về là không bao giờ mà ngồi tập trung tập tụ với mấy bà già đó. Nó lạ bà cụ chúng tôi. Chúng tôi không có cái điểm này nên khen bà cụ. Không bao giờ mà tập tụ để mà nói chuyện chuyện này chuyện nọ. Vậy mà có Phật tử nhiều lúc trong chùa tập tụ cũng nói chuyện sư cô, nói chuyện thầy này thầy nọ, mang tội dữ lắm. Phải không? Dù tiết trời nóng nực cũng không được cởi áo ngoài. Thường ở trong nhà mình nghĩ vợ chồng con cái bình thường phải không? Không mặc áo quần kín đáo, người này mất đi cái phẩm hạnh của mình. Cái phẩm hạnh của con người mình á là gì? Phải ăn mặc kín đáo trang nghiêm. Bình thường chúng tôi ban đêm ngủ cũng vậy, mặc áo dài tay, không mặc áo thun nữa nha. Bữa đó nóng gì để nóng cũng không mặc áo thun nữa. Đó là gì? Mình giữ cái phẩm hạnh của mình. Cái phẩm hạnh mình có phải từng chút vậy đó nha. Vào mùa hè nóng bức, đàn ông thân dưới vẫn phải mặc ít nhất 2 lớp y phục, phụ nữ phải đủ 3 lớp. Nóng cũng phải chịu, ra mồ hôi cũng phải chịu. Cái này lời dạy của Phật Tổ à, có thánh hiền rồi. Chờ tôi xuống thôi, chúng tôi xuống miền Tây á, thấy trời nóng á, ông đó ông mặc quần xà lón đi vòng vòng á, không cầm điếu thuốc nữa thôi. Tự nhiên mình nhìn như vậy, con cái mình nhìn nó xem thường lắm. Cho nên người gì người ta nói cái câu vậy đó, giàu vì vợ, sang vì lụa phải không? Người mình nó có sang trọng là do mặc quần áo. Mà người vợ đó mà biết tươm tất gói ghém, không ăn xài, trang điểm không phung phí là người chồng này sẽ giàu. Giàu vì bạn chứ hả? Giàu vì bạn mà cũng giàu vì vợ luôn á. Sang vì lụa. Y phục của phụ nữ không được mang phơi những nơi bên ngoài nhìn thấy, không được ướp thơ, ướt dầu thơm. Thư từ, văn bản giao dịch không nên để vợ viết thay chồng. Vợ viết thay chồng riết cái chừng viết thư tình à. Vợ lẽ không được tiếp xúc gần gũi với trẻ hầu nam. Đầy tớ trai không được cởi trần. Tỳ nữ không được vào chợ mua sắm. 15 điều trên đây, trước là răn dạy vợ và tỳ thiếp, sau là răn dạy những người giúp việc nam nữ trong nhà. Nếu mà áp dụng được những cái điều này trong gia đình đó là gọi là gì? Quy, gia quy được gìn giữ. Dạy dỗ con em, trước mặt con cái vợ chồng không đùa cợt với nhau. Thứ hai, con trai được 10 tuổi trở lên không cho phép tiếp xúc với hầu gái. Thứ ba,
khi đưa con đến chơi nhà bạn bè, không cho phép tự ý vào nhà trong. Nhà trong tức là vào phòng trong đó. Thứ tư, khi đi trên đường, dạy con chỉ nhìn thẳng phía trước, không được ngó hai bên. Nhớ cái lúc Hòa Thượng kể, có cái ông thầy của ông Trịnh Khang Thành, mỗi lần ông lên trên bục giảng á, giống như chúng tôi ngồi nhìn xuống như này nè, là ông phải có một số hầu nữ đứng ở phía dưới á, là kéo cái màn ra, bắt đầu ông vừa dậy, ông có rượu ông uống, và phải có những người hầu nữ đó hát múa ca đồ thì ông mới giảng bài được, ông mới dạy được. Thì những cái lúc mà họ đờn ca sướng hát thì cả một lớp học không có ai mà không quay xuống hết trơn. Nhìn ông thầy dạy nhưng mà thấy do đó hát hay cái là liếc quay đầu liền à. Nhưng mà riêng cái ông Trịnh Khang Thành không quay. Suốt 3 năm học ông không có quay đầu. Do cha mẹ dạy ra ngoài đường không có ngá nghiêng ngá ngửa đó, ông Trịnh Khang Thành. Phải không? Cho nên thành ra ông không có quay ra sau. Thì ông thầy ông nói, ông này giỏi, nếu mình không giết ông đi á thì nó sẽ giỏi hơn mình. Rồi sau khi ra trường rồi bắt đầu mở cái buổi tiệc, họ bàn lại với nhau biết làm gì không? Phục rượu, ai cũng mời Trịnh Khang Thành hết, uống say đi rồi giết ổng. Mà ông Trịnh Khang Thành ông biết ông thầy này rồi, cái tính khí ông thầy này vậy, ông biết ổng chắc chắn ổng phải giết mình thôi. Thì trong cái thời gian đó là ra trường rồi, cái bắt đầu ổng cũng ngồi với tiệc rượu, ổng uống hết 300 ly không say. Và khi mà ông đi á, là ông đi đại lộ. Nhưng mà khi mà ông đi đại lộ, ông tẻ qua tiểu lộ ông đi về. Ông biết thế nào ông Trịnh Khang Thành cũng cho người phục ở con đường đó giết, cho nên thành ra ông tẻ đường khác ông đi về, cuối cùng ông sống. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói, Ngài Lý Bỉnh Nam kể cái câu chuyện Trịnh Khang Thành này, nếu ai mà uống rượu 300 ly không say thì cứ việc uống. Có ai uống 300 ly không say không? Mà uống say thì chớ nên uống. Cho nên thành ra là đi không nên ngó nghiêng ngó ngửa là ông Trịnh Khang Thành này. Đó là khi mà con người mình gọi là đi là mình nhìn thẳng, mà quay thì quay cả cái đầu luôn, quay cả thân người luôn, giống con voi vậy đó. Đi nhìn là nhìn thẳng, khi mà quay lại là nó quay cả thân người luôn chứ không quay cái đầu. Cái này người ta dạy từng chút con cái trong này. Không cho lập chơi các trò cờ bạc cá độ ăn thua, không cho phép giao du thân cận với những kẻ hung bạo ngông nghênh, không cho theo học với những thầy giáo hủy bán tam bảo. Sớm dạy cho con cái biết tu tập các phép quán tu như quán bất tịnh, quán từ bi, vân vân. Thường dạy cho con biết những lễ thiện báo ứng, tai họa hay phước báu đều do mình tạo ra. Con cái còn nhỏ không cho người giúp việc phái nam bồng bế. Con gái từ sau khi được 6 tuổi không cho đi ra ngoài, ra khỏi nhà một mình. Cấm con gái uống rượu, không cho con đọc các loại tiểu thuyết mô tả khêu gợi tình cảm luyến ái. Con gái không cho học các môn chơi đàn, đánh cờ, làm thơ, tranh vẽ. Thường khuyên con biết tụng kinh niệm Phật, dạy con gái ghi nhớ noi theo tam tòng tứ đức. Nhớ bữa tam tòng chúng tôi giảng không? Tam tòng đó là gì? Tại gia tòng phụ, khi ở nhà là theo cha. Xuất gia tòng phu, có chồng phải theo chồng. Phu tử tòng tử, chồng chết theo con. Đó là tam tòng tứ đức, đó là công ngôn dung hạnh. Nếu tam tòng tứ đức này mà làm được rồi, người phụ nữ này chắc chắn là sẽ hạnh phúc, an vui vô cùng. Đó là cái việc giáo dục trong gia đình. Chúng tôi chỉ nói sơ, cũng còn một số những cái điều. Bây giờ Thầy Nhuận Minh đọc tiếp cái phần thứ hai, đó là nói về cái việc của An Sĩ Tòng Thư răn nhắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời trích trong quyển sách An Sĩ Tòng Thư, cùng kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Trích trong sách An Sĩ Tòng Thư phần 2, Vạn Thiện Tiên Tư, tức là khuyên người cầu sống lâu. Con người có tinh dịch cũng giống như cây có nhựa, như đèn có dầu.
Nhựa nhiều thì cây tốt, đủ dầu thì đèn sáng. Nếu nhựa khô dầu hết, ắt cây chết, đèn tắt. Sách Giải Thoát Yếu Môn có nói, người tu hành trải qua nhiều chục năm không động tâm dục, ắt tinh tủy ngưng kết lại, dần dần tạo thành xả lợi. Sách của Đạo Gia nói rằng, dục niệm không sinh khởi, thì tinh khí phát ra ở tam tiêu, nuôi dưỡng mạnh mẽ tất cả kinh mạch trong cơ thể. Tô Tử nói rằng, gây hại đến sự sống con người không chỉ có một việc duy nhất, nhưng người háo sắc thì nhất định phải chết sớm. Dù vậy, người đời đứng trước cửa ải dâm dục, cho đến tuổi già vẫn còn chưa hiểu ra được đạo lý. Đang lúc lửa dục bốc cao, liền khởi ý niệm dâm dục. Ý niệm dâm dục khởi lên thì tinh khí hao tổn. Tinh khí đã hao tổn mà lửa dục lại càng thêm mạnh mẽ, tác động qua lại với nhau như thế mà khiến cho con người phải nhanh chóng tìm đến cái chết. Có người còn dùng thêm các loại thuốc tráng dương kích dục, nung đốt nội tạng, tai họa càng thêm bi thảm, lại còn có những tác hại như làm suy tổn âm đức, rút ngắn thọ mạng. Thật không thể nói hết. Những ai muốn sống lâu khỏe mạnh, lẽ nào lại có thể dẫm vào những vết xe đổ ấy? Khuyên người lỡ phạm các tội nặng, Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, tội tà dâm có thể khiến cho chúng sinh phải đọa vào trong ba đường ác. Sau khi ra khỏi ba đường ác, nếu được sinh làm người, cũng phải chịu hai loại quả báo. Một là vợ không giữ được trinh tiết, hai là quyến thuộc không được như ý muốn. Kinh Tội Phước báo ứng dạy rằng, tà dâm với vợ người khác chết đọa vào địa ngục, gian phu phải ôm cột đồng cháy đỏ, gian phụ nằm trên giường sắt bị lửa nung bên dưới. Sau khi ra khỏi địa ngục phải sinh vào những xứ sở hạ tiện, đọa làm các loài gà vịt. Tuy nhiên, trên đây chỉ là nói chung về tội tà dâm. Nếu là đối với những bậc tôn trưởng chí thân của mình, hoặc đối với tăng ni tu hành thanh tịnh mà giở trò dâm loạn làm ô uế các vị, thì đó là gọi là các tội nặng căn bản. Sau khi chết phải đọa vào địa ngục vô gián, liên tục bị cắt xẻ, thiêu đốt, xây nghiền, không một lúc nào được tạm dừng, cho đến khi thế giới này đã hoại diệt, lại phải sinh vào thế giới khác tiếp tục chịu tội. Khi thế giới khác bị hoại diệt, lại phải sinh vào các thế giới thuộc phương khác nữa để tiếp tục chịu tội. Trong kinh có nói đầy đủ những việc như thế, nếu đã nghe qua không khỏi khiếp sợ. Nếu có những người do không hiểu biết mà từng phạm vào các tội nặng ấy, hoặc tuy chưa phạm vào nhưng đã có khởi tâm niệm xấu như thế, cũng gọi là phạm tội, nên biết rằng những người như thế chỉ đợi khi ba tấc hơi dừng, vừa mãn chung ắt đọa ngay vào địa ngục vô gián, cho đến muôn ngàn vạn kiếp, mong muốn thoát ra cũng không có kỳ hạn. Những người ấy nên tận dụng ngay thời gian còn được sống khỏe mạnh trên dương gian, đối trước tam bảo mà phát tâm tha thiết, chí thành sám hối, phát lời thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh, khiến cho tất cả đều được vượt thoát ba cõi, sau đó tự mình mới thành chánh giác. Nếu phát khởi được nguyện lực thiết tha lớn lao như thế, tuy có nghiệp nhất định phải chịu, ắt cũng được tiêu trừ. Thuở xưa vua A Xà Thế phạm vào tội đại nghịch, nhờ khẩn thiết sám hối nên khi vào địa ngục bất quá chỉ phải chịu khổ như lao ngục của thế gian trong vòng 500 ngày mà thôi. Qua đó đủ thấy rằng công đức của sự sám hối quả thật không thể nghĩ bàn. Bằng như lần lửa lười nhác, không chịu quyết tâm nỗ lực, ắt khó tránh khỏi phải chịu khổ đau trong muôn kiếp.
khuyên người phải biết sám hối lỗi lầm. Những chuyện tà dâm người đời mắc phải rất nhiều. Tuy ngay trước mắt không thấy quả báo xấu ác, nhưng trong chốn u minh mờ mịt vẫn có người âm thầm bị mất hết phước lành, có người ngấm ngầm bị tước đi tuổi thọ, có người bị loại khỏi đường công danh khoa cử, lại có người bị chết vì rắn độc hậu báo, hoặc chết vì đau binh, vì bị kết tội ở cửa quan, hoặc vì những khổ nạn lũ lụt nắng hạn. Ví như bản thân mình hiện nay có tạm thời thoát được thì báo ứng ngày sau cũng sẽ đến với cháu con. Nếu đời này không đền trả tội lỗi thì đời sau phải trả đủ mà thôi. Cũng giống như chim nằm trong lưới, dù vùng vẫy hướng nào cũng không thoát được. Như cá nằm trong chậu thủng, nước cạn dần nhất định phải chết. Người đời nay động tay nhấc chân đều rơi vào hố sâu hầm kín, dãy đầy nguy hiểm, thế mà vẫn điềm nhiên không biết sợ sệt. Một khi nghiệp báo đã đến, tay chân cuốn cuồng khác nào như con cua rơi vào trong chảo nước sôi. Lúc ấy mới than khóc thì sao còn kịp nữa. Xin rộng khuyên hết thảy mọi người nên sớm tự rõ biết nhân quả thiện ác, hết lòng sợ sệt quả báo xấu ác, hết lòng hổ thẹn những việc bất thiện, khởi tâm dũng mạnh đối trước chư Phật và Bồ Tát. Mỗi mỗi sự việc lỗi lầm đều thành tâm sám hối. Được như vậy thì tội từ nơi tâm xấu ác sinh khởi, ắt cũng sẽ theo tâm chí thành sám hối mà diệt. Làm thiện tích đức đủ lâu thì tội chướng có thể tự nhiên tiêu diệt, thân tâm trong sạch như xưa. Nếu muốn siêu việt ra khỏi ba cõi, cần phải phát khởi thệ nguyện Bồ Tát. Nguyện trong đời tương lai sẽ cứu độ cho hết thảy chúng sinh. Đối với tất cả những chúng sinh nào mắc phải tội báo của nghiệp dâm dục, đều dùng phương tiện cứu thoát, khiến cho họ được hóa sinh từ hoa sen nơi cõi tịnh độ, không phải chịu cảnh tù ngục ở trong thai mẹ. Phát tâm như thế thì không chỉ tiêu trừ tất cả nghiệp chướng xấu ác, mà còn được vô lượng phước báo. Cho nên trong kinh Niết Bàn có dạy rằng, ví như bông vải, dù có đến ngàn cân, giá trị cũng không thể sánh bằng chỉ một cân vàng ròng. Lại ví như giữa dòng nước sông Hằng mà đổ xuống một bát muối, thì nước sông hoàn toàn không thể có vị mặn. Đối với tâm Bồ Đề cứu độ hết thảy chúng sanh thì bao nhiêu nghiệp chướng cũng đều không thể làm cho vấy bẩn. Buông giao đồ tể liền được lại chân thân bất hoại, quay đầu là bờ lập tức vững vàng trên bờ giác. Phải nhanh chóng gấp rút tiến bước, vì thời gian trôi qua chẳng đợi người. Dù kẻ trí người ngu đều nên tự mình nỗ lực gắng sức. Câu chuyện người họ Vương. Ở Côn Sơn có người tú tài họ Vương, năm 20 tuổi đã cùng hẹn ước với một cô gái gần nhà, quan hệ qua lại với nhau nhiều lần. Người cha nhiều lần đánh phạt rất nặng, nhưng rốt cuộc tú tài họ Vương vẫn chứng nào tật nấy. Một hôm do lúc hai người gần nhau cử động quá mạnh, bị tổn thương trong vùng ngực, từ đó mắc chứng thổ huyết. Thuốc thang chạy chữa đủ cách vẫn không công hiệu. Sau cưới nhau vừa được 3 năm thì chết. Người vợ buồn thương đau đớn trong mấy năm rồi cũng chết. Câu chuyện Sa Di Dự Giới. Thuở xưa ở nước An Đà có một người U Bà Tát cúng dường một vị tỳ kheo và một Sa Di, ngày ngày lo việc cung cấp thức ăn. Một hôm cả nhà đều đi vắng, chỉ còn một cô gái 16 tuổi ở nhà, dung mạo xinh đẹp vô cùng. Tình cờ hôm ấy cô gái quên mất chuyện mang thức ăn đến chùa cúng dường. Đến giờ ăn, vị tỳ kheo
liền sai chú Sa Di tự đi đến nhà người U Bà Tát ấy để nhận thức ăn. Cô gái nghe tiếng gõ cửa, biết là chú Sa Di đến, mừng rỡ ra đón vào nhà, cử chỉ hết sức đa tình quyến rũ, lại nói với Sa Di: "Tài sản nhà tôi nhiều lắm, không thể tính xuể. Nếu anh chịu thương tôi sẽ làm vợ anh ngay." Chú Sa Di tự suy nghĩ: "Không biết ta đã tạo tội gì mà nay gặp phải chuyện xấu ác này. Ta thà bỏ mạng cũng không thể hủy phá giới luật. Nhưng nếu giờ ta bỏ chạy khỏi nơi này, cô ta chắc chắn sẽ lôi kéo chạy theo. Người đi đường nhìn thấy thì hóa ra chuốc lấy sự ô nhục." Nghĩ như vậy rồi liền dùng phương tiện khéo léo bảo cô gái: "Vậy cô hãy đóng cổng lại để ta vào phòng nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ chiều theo ý cô." Cô gái nghe lời liền đi ra đóng cổng. Sa Di bước vào phòng, nhìn thấy một con dao cắt tóc thì mừng rỡ, liền cởi bỏ y ngoài, quỳ xuống chắp tay cung kính, quay về hướng thành Câu Thi La là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Rơi nước mắt phát lời nguyện rằng: "Con nay không thể hủy phá giới luật của chư Phật Bồ Tát chế định, cũng như giới luật Hòa Thượng đã truyền trao, nên quyết định tự xả bỏ thân này. Nguyện cho con được đời đời kiếp kiếp sinh ra đều xuất gia tu tập chánh đạo, trọn thành Phật đạo." Sa Di phát lời nguyện như thế, rồi liền dùng dao tự đâm vào cổ mà chết, máu chảy lên láng. Cô gái quay vào nhìn thấy, tâm tham dục lập tức nguội lạnh, hết sức hối hận, liền dùng dao tự cắt tóc mình. Khi người cha quay về gọi cửa, không thấy ai ra mở, liền sai người leo qua cổng vào mở cửa. Vào nhà rồi nhìn thấy con gái như vậy, liền kinh hãi truy vấn nguyên do. Cô gái im lặng không đáp suy nghĩ. Nếu mình nói thật thì xấu hổ nhục nhã quá, nhưng nếu vu oan cho Sa Di làm nhục mình thì chắc chắn sẽ phải đọa vào địa ngục chịu khổ vô cùng. Suy nghĩ hồi lâu như thế, liền quyết định nói ra sự thật. Người cha nghe rồi liền vào phòng, chắp tay cung kính lễ bái di thể. Đức vua nghe biết chuyện này cũng đến lễ bái, hết lời xưng tán ngợi khen. Những người nghe biết chuyện này hết thảy đều phát tâm Bồ Đề, cầu thành Phật quả. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đây là cái bộ sách An Sĩ Tuần Thư chúng tôi có trích ra đó. Chúng tôi có in 5.000 bộ, mong rằng những người có mặt ở đây mang về nhà, mỗi nhà một bộ. Những cái điều hồi nãy chúng tôi đọc 15 điều, 8 điều dạy người phụ nữ, dạy những người trong nhà đó là từ trong cái bộ sách này. Tổ sư Ấn Quang ngày in cái bộ sách này đến hàng triệu bản, nhiều lắm. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Liễu Phàm Tứ Huấn, ngày in rất là nhiều. Ngày đây là những cái bộ sách mà để trong nhà họ quý hơn cái rương vàng. Ở ngoài phòng phát hành chúng tôi tặng miễn phí. Không biết sao cái bộ sách này chúng tôi đọc đến đâu tự nhiên nó rùng mình đến đó. Rùng mình là những cái lời của các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền họ nói quá đúng. Và nếu gia đình nào mà áp dụng được, đọc cho con cái nghe, gia đình này sẽ có sự thay đổi, sẽ có sự chuyển biến tốt. Phàm phu chúng ta mà không có cái lời dạy của cổ thánh tiên hiền, của Phật Bồ Tát thì chúng ta dễ đọa lạc nhanh lắm. Khi mình lỡ phạm giới rồi, gia đình có tan nát, thân thể mình yếu đuối, sự nghiệp tan vỡ, cái đó mới có hoa báo thôi. Mà hoa báo á, nó chưa trở thành quả báo á, thì có thể thay đổi được. Chưa mất thân làm người á, thì chúng ta có thể sám hối được. Còn khi mà nó quả báo mà để đọa lạc rồi đó,
thì khó có thể thay đổi, phải trả nghiệp. Cho nên cái hoa báo tức là những cái dư âm của cái nhân mình làm những cái việc xấu ác đó, nó đến với mình đó, âm thầm trong đó nó tiêu bớt cái thọ mạng của mình, phước lộc của mình nó giảm. Cho nên có hai cái việc mà nó làm con người mình mất hoàn toàn uy tín, toàn bộ sự nghiệp, đó là phạm vào nói dối và tà dâm. Có cái gia đình ở bên Canada có một cái xưởng may lớn, tương đối là khá giả, có sự thành đạt. Khi vợ sanh con ở nhà lo cho con cái rồi, ông chồng ông đi làm một mình, lèo tèo, rồi cuối cùng quen với một cô nào đó, quen một cô khác, xong rồi cái đó họ dụ dỗ, xong rồi cái đó về ly dị, rồi ông cũng sạch trắng tay, bà cũng trắng tay, tan tành hết sự nghiệp luôn. Họ kêu do xui xẻo. Đâu phải do xui xẻo đâu, do từ nơi cái nghiệp không giữ thân được, do từ nơi không giữ được cái giới của Phật dạy, đó là giới tà dâm, cho nên thành ra sự nghiệp tan tành theo mấy khối. Họ không hiểu nguyên do rồi chết. Cho ông Tổ ngài cái răng nhắc về cái việc này, ngài răng nhắc miết. Nhiều lúc ngài sợ người ta nói ngài sao một người tu sĩ cứ nói về cái chuyện mà vợ chồng ăn nằm, rồi cái chuyện dâm dục đồ này nọ. Ngài kêu lão tăng này vì sợ người ta chết trước tuổi thọ, sợ vì sự nghiệp người ta đổ vỡ, sợ vì người ta gặp những cái chướng nạn, cho nên lão tăng này phải nói thôi, chứ không có ai nói. Mà đúng thiệt, ít có ai nói đến chuyện này. Ngài giới thiệu những cái cuốn sách Thọ Khang Bảo Sám, An Sĩ Toàn Thư, vân vân, những cái bộ sách nào ngài giới thiệu là đều là xuất sắc. Cho nên có hai cái việc. Thứ nhất là mình nói sai sự thật, mất lòng tin với người khác. Khi mình không có niềm tin với người khác rồi, sự nghiệp của mình sẽ đổ vỡ. Thứ hai nữa, cơ thể của mình không được khỏe mạnh là mình không có bảo dưỡng được cơ thể. Dầu cho vợ con đi nữa, dầu cho vợ đi nữa, phải cung kính như khách, phải biết bảo dưỡng cái thân thể này. Đúng ra một con người mà thọ mạng họ kéo dài 100 tuổi là bình thường lắm, nhưng mà họ không biết bảo dưỡng. Cho nên nãy thầy Nhuận Minh đọc cái đoạn đầu, nhựa cây và dầu là hai cái chất để nó làm cho đèn sáng và cây sống dai. Nếu mà nhựa cây mà nó ra hết rồi thì chúng tôi thì dùng khác hơn cái nhựa cây, tức là cái lỗi của cái cây bên trong. Hồi xưa chúng tôi trồng cà phê á, mà khi cái thấy cái cây ở dưới gốc mà nó trắng trắng, nó bột bột là biết cái con sâu độc thân nó ăn cái lỗi của cái cây rồi đó. Bây giờ muốn cứu cái cây đó bằng cách chỉ lấy cái bông gòn bỏ thuốc sâu nhắm thấm nó vô, nhét cái lỗ, cái thuốc sâu nó xông lên, cái con sâu nó chết thì cái cây đó nó sống lại. Nhưng mà mới ăn á, thì được, chứ mà nó ăn mà nhiều rồi thì cái cây đó cứu cũng không được. Thì cái tinh dịch con người giống như cái lỗi của gốc cây, cái gỗi của cái cây đó, nếu mà nó hao tổn thì nó phải héo, nó chết. Mà chính nó là để nuôi cái bộ óc của mình, để con người mình có trí tuệ, sáng suốt, thông minh, bộ nhớ nó tốt. Sức khỏe có hay không là từ nơi cái tinh dịch. Cho nên tinh khí thần là ba cái quý nhất. Tinh thần mình mà bất an, khí lực mình hít thở không có sâu, tinh lực mình không có nữa, thì người này niệm Phật không được, không có làm gì được hết trơn. Ẻ oải lừ đừ, cứ ăn với ngủ nó không bồi dưỡng đủ lại được, cho nên không có làm gì được hết. Nhưng hôm nay quý vị đến đây, quý vị nghe được cái điều này, mà quý vị biết bảo dưỡng thân thể mình để làm gì? Để làm hữu ích cho gia đình, cho xã hội. Và gì? Niệm được câu Phật hiệu để lúc râm chung mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì cơ thể này phải mạnh khỏe. Dạo gần lại đây chúng tôi thấy sức khỏe tốt, tuy rằng nó đen một chút bởi vì ra ngoài làm cho nên là nó gian nắng. Có nhiều người kêu nay sao thấy giống dân tộc dữ thầy. Nhưng mà sức khỏe tốt, thực sự hôm nay sức khỏe chúng tôi tốt. Tiểu đường đồ bữa nay nó cũng còn 103. Có nghĩa là nó con người thì khoảng 120 đến 90, nay nó bắt đầu nó bình thường, nó bão hòa lại hết. Ăn cũng rất là đơn giản, sức khỏe chúng tôi thấy bữa nay tốt. Ngủ nó cũng ít, 9 giờ mấy 10 giờ ngủ là trễ lắm là 2 giờ. Bởi vì sao vậy? Cái tinh lực mình nó đủ rồi, nó nuôi sống cái cơ thể mình, nó không có phải bắt mình ngủ nhiều, nó không có mệt trong người. Nên cái người mà trì cái thần chú đại bi á, lắng nghe nè nha,
là có các vị thần hộ chú bảo vệ trong lúc mình ngủ và cái lúc mình còn thức. Cho nên Ấn Tổ ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát, nhưng mà ngài nhìn thấy cái thần lực chú Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn nó bất khả tư nghì, cho nên thành ra ngài mới trì một ngày ít nhất là 50 biến, nhiều nhất là 75 biến, mà không biết ngài trì sao cái nhiều lúc cho ngài đưa cho người đó toàn là trên triệu biến. Cái bài chú Đại Bi nó không có dài như chú Lăng Nghiêm, nó rất là gọn, vừa đủ mình học thôi. Ở trong này ai thuộc chú Đại Bi đâu, giơ tay lên. Cố gắng phải thuộc thần chú Đại Bi. Hồi trước chúng tôi theo Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tịnh Không không có đề sướng, mà sâu xuống rồi chúng coi lại trong văn sao, ngài nói nếu mà con người đó là thượng căn thượng trí, họ chỉ cần một câu Phật hiệu với một bộ câu kinh Vô Lượng Thọ là họ vô tâm bụi rồi. Còn riêng bọn phàm phu chúng ta cũng như chúng tôi, ngài nói với ngài á, mà nếu không có những cái pháp trợ hạnh như thần chú Đại Bi và danh hiệu Quan Âm, mình chu thở tu thời gian dễ chán lắm. Niệm câu Phật hiệu một ngày không được bao nhiêu câu hết trơn, mà không có những cái mà hỗ trợ mà trợ hạnh nữa đó, thì thành ra thời gian bắt đầu mình thối chuyển mất, chán nản mất. Cho nên thành ra cái đoạn đầu là công việc của ngài làm ở trong cái tam biên, chúng tôi có soạn, chúng tôi có in ra đưa cái gì hôm bữa chúng tôi có đọc á. Hằng ngày công việc của tôi là niệm Phật, trì chú Đại Bi và niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Công việc của ngài hằng ngày không đói hoài đến những cảnh đẹp gì ở ta ở trên Phổ Đà Sơn hết á, và chỉ có chí nguyện mong để giảng sanh Cực Lạc. Bởi vì cái thần lực chú Đại Bi á, là do cái Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn á, ngài mới phát nguyện là những người mà gặp những cái nạn á, lúc chết mà đọa địa ngục á, mà nếu mà người này hằng ngày chỉ ba biến thôi mà xuyên suốt suốt cả cuộc đời á, thì người này không có bị đọa vào Tam Ác Đạo. Nhưng mà ngài thấy cái nghiệp chướng của phàm phu chúng ta mỗi ngày là 50 biến là vừa, chứ còn ba biến đôi khi tâm chúng ta chưa có thể mà cảm được thần chú. Mà nếu mà ba biến mà đều luôn á, đến cuối đời đó là người này chết không đọa vào trong Tam Ác Đạo. Trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn của ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni có nói vậy mà. Cho lúc trước là chúng tôi từ năm 2007 cho đến 2008 luôn là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu. Nhưng mà bắt đầu từ khi mà đọc vào văn sao Ấn Tổ là chúng tôi hàng ngày là 50 biến, đều đặn hơn năm nay, thấy bình yên lắm, bình yên lắm. Hầu như việc gì mình muốn cũng được thành tựu hết. Nhưng mà thường mình tụng thần chú Đại Bi là mình muốn, là muốn vì người ta, không ít muốn vì mình lắm. Khi mình tụng cái thần chú này, cái tâm lợi tha nó mạnh dữ lắm. Nói như vậy không phải niệm câu Phật hiệu không được, nhưng mà cái câu Phật hiệu mà để niệm chuyên nhất vô tâm muội mà lúc nào mình cũng niệm xuyên suốt á, thì người đó phải buông hết vạn duyên, người đó phải có căn lành dữ lắm, người ta mới một phương môn thâm nhập. Còn nếu mà mình là người mà vì công việc, vì gia đình, vì cuộc sống á, thì phải lấy cái trợ hạnh trì chú Đại Bi với niệm Quan Âm làm trợ hạnh, và lấy cái chánh hạnh niệm Phật nguyện vãng sanh làm chánh hạnh, thì người này rất dễ thành tựu. Chúng tôi đọc kỹ vào văn sao chúng tôi thấy điều này. Nếu mà ở đây ai không chê điều này thì nên làm. Mà tổ làm mà sao dám chê được, phải không? Tổ Ấn Quang làm. Cái cách của ngài nó dung hợp hay thiệt. Tụng cuốn kinh Di Đà hàng ngày trì 50 biến Đại Bi là ít nhất, nhiều nhất là 75 biến. Niệm Phật, niệm Quan Âm, ăn chay, đơn giản như vậy mà thành tổ. Còn mình làm tình lum hết trơn mà cũng thành tổ, mà tổ chảng như tổ chát. Cái pháp môn tịnh độ đòi hỏi con người ấy, là phải đọc sách của các vị tổ thường xuyên, ngày nào cũng đọc. Ba ngày không đọc là bắt đầu cái tâm mình nó nguội lạnh rồi. Giờ chúng tôi chuẩn bị in ra cái bộ sách Tinh Hoa Lục, là lấy cái cuốn Gia Ngôn Lục kết hợp vô cái bộ sách này, quý vị về đọc. Khi mình đọc vào trong cái Tinh Hoa Lục, đọc vào tịnh độ rồi, tự nhiên mình thích niệm Phật liền. Ngộ vậy nha. Bởi vì cái định lực của ngài viết ra những cái lời này là từ ở trong cái pháp niệm Phật ngài đã chứng đắc rồi, người ta đắc được cái pháp này rồi, cho nên ngài viết ra cái cuốn sách đó. Rồi mình thích thú mà mình đọc rồi cái là mình thích niệm Phật liền, ngộ vậy. Cũng như quý vị nghe pháp của Hòa Thượng là quý vị thích niệm Phật không? Cũng như nãy giờ quý vị nghe chúng tôi nói chuyện như vậy là quý vị thích về niệm Phật đúng không ạ? Bởi vì mình nghe cái người đó nói về pháp môn niệm Phật thì mình sẽ thích niệm Phật. Mình đọc vào sách cổ tổ nói về pháp môn niệm Phật là mình thích niệm Phật.
mà mình không đọc vào thời gian mình niệm không được nữa, nó lạc lẽo à, nó chen vào những cái niệm khác. Hôm qua chúng tôi nói với con Liên An á, với mấy người hàng ngày cái câu Phật hiệu của mình nó yếu nhớt à. Nhìn ra cái mất câu Phật hiệu, ăn cái mất câu Phật hiệu, ngủ cái mất câu Phật hiệu, nghe người ta nói cái mất câu Phật hiệu, chứng tỏ là câu Phật hiệu hàm dưỡng quá yếu, đúng không? Quá yếu. Quá yếu tức là cái câu Phật hiệu này nó không có một cái năng lượng, nó có một cái sức mạnh để ở trong tâm mình nó ngự trị ở trong này bền bỉ. Cho nên mình đụng chuyện cái là mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi mà khởi niệm lên mất câu Phật hiệu liền. Đó là đang cái lúc còn sống mạnh khỏe nè ngang. Còn cái lúc lâm chung nữa là quý vị mới biết nó. Giống như con cua mà thả ở trong cái nồi nước sôi, nó dậy đạch 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 là nó không có còn tâm tư đâu để mà nó có thể nó, cũng như mình nữa mà bỏ vô cái nồi nước sôi dậy đạch đạch là cái lúc lâm chung là thân thể nó đau đớn, toàn là nghĩ cái đau thôi chứ không thể nào nghĩ cái câu Phật hiệu được đâu. Nếu mà không, bây giờ mà không có cái câu Phật hiệu, mà không có cái sức mạnh, không có cái định lực thì lúc đó niệm không nổi, chắc cú niệm không nổi. Nghe người ta niệm hộ niệm nghe rào rào bên tai, với trong câu Phật hiệu nó không lọt vào trong tâm nổi. Muốn như vậy thì sao? Hít vô A Di Đà Phật. Cái cách này đơn giản thôi mà hay lắm, về làm thử. Tâm nó đang tán loạn, tâm nó đang hỗn loạn, tâm nó đang hoang mang, tâm nó đang bất an, ngưng lại, hít vài hơi, hít vô A Di Đà Phật bốn chữ, thở ra A Di Đà Phật trong tâm. Nếu mà nó còn dễ sống nữa thì sao? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ba câu từ 4 đến 6. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, 6 câu từ 7 đến 10. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Khoảng 5 phút như vậy bắt đầu nó dằn cái tâm xuống liền. Nó có dậy sóng gì đi nữa mà từng câu Phật hiệu mà nhớ số là cái kia nó dằn. Cái câu Phật hiệu chủ động cái bắt đầu cái đó nó bị động là nó dằn. Còn không mình cứ đeo theo nó, đeo theo cái ý niệm vọng tưởng đó, nó chủ động rồi một cái là nó phá, banh chành cái tâm mình, công đức tiêu nát hết, bắt đầu thân khẩu ý bắt đầu khởi ra tạo nghiệp ác, kinh lắm. Nếu không có câu Phật hiệu làm cái thắng để dằn nó xuống thì thôi, nó phá tan tành luôn cái công đức ở trong tâm mình. Nó phá công đức trong tâm mình rồi bắt đầu nó đi tạo nghiệp với người khác nữa, chứ không nó để yên đâu. Nó không để yên là nó phá cho mình không đâu, nó đi phá người ta nữa đó. Có ai mà cái tâm mà bắt đầu là không yên phiền não rồi bắt đầu là để yên đó, nó giữ được ông hay đi tìm chuyện để đổ cho người khác nữa. Ông chồng ông đi làm, ông bực đâu cái người công nhân, ông về ông nói sùm ở nhà trên, giận cá mà chém thớt lên. Nó không để yên đâu. Lúc đó Ấn Tổ nói cái câu Phật hiệu, nếu mà thành tâm tha thiết nhiếp tâm vào câu Phật hiệu không được thì chỉ cách nhớ số là tuyệt nhất. Chỉ có cách nhớ số niệm thầm nghe lại câu Phật hiệu, dằn nó như vậy nửa tiếng là bắt đầu nó nguội lạnh xuống. Mà nếu mà bình thường không chịu niệm mà để lúc nó dậy sống rồi mà niệm, sợ làm không lại nó. Không có niềm tin trong câu Phật hiệu niệm không lại nó. Ồ, nãy giờ nghe hiểu mà im ru hả? Hiểu là làm ha. Giờ làm nha. Thực sự câu Phật hiệu khó niệm. Khó niệm chứ không phải dễ niệm đâu. Khó niệm với những người tham công tiết chuyện, đúng không? Tham công tiết chuyện tức là lúc nào cũng để tâm vô công việc hết trơn, thấy câu Phật hiệu rất bình thường, rất tầm thường. Còn rất dễ niệm đối với những người thấy câu Phật hiệu quan trọng phi thường. Cái gì quan trọng là mình để tâm vô cái chuyện đó. Cũng như hôm bữa chúng tôi đang làm, thấy ở trong cái động mình đang làm bây giờ nó tối tâm quá, bây giờ phải dọn dẹp trong đó để làm cái bàn Phật trước để mình tu đó. Mình vừa nghĩ cái chuyện đó là mình phải vô làm cái chuyện đó trước, đúng không? Bây giờ mình nói trong đời này chỉ có niệm Phật vãng sanh đã, mấy chuyện khác là phụ thì mình lo làm cái chuyện đó, đúng không? Nhưng mà nói sao, tôi bận quá không niệm Phật được, chỉ có Tổ Ấn Quang là tôi bận niệm Phật thôi, chứ còn có ai mà bận niệm Phật hết trơn á. Tôi bận vì con, vì chồng, vì sự nghiệp, việc này, việc nọ, tôi không có đi lên nghe Pháp, tôi không có niệm Phật được. Đó là phàm phu bận vì nghiệp chướng bao vây. Còn Phật Bồ Tát các vị Tổ là bận vì liễu sanh thoát tử, phải không? Giờ muốn bận kiểu gì?
bận vì liễu sanh thoát tử là người này sự nghiệp trong cuộc đời này sẽ thành tựu luôn, rồi sự nghiệp liễu sanh thoát tử vãng sanh thành Phật cũng thành tựu luôn. Còn người mà bận vì sự nghiệp thế sự đa đoan trói buộc là thế sự đa đoan sự nghiệp của cuộc đời cũng thất bại luôn. Nó là giả ra đi hai bàn tay trắng, nhưng mà chưa ra đi trong mạng không có, cũng không có giữ được luôn. Rồi sự nghiệp vãng sanh cũng thất bại luôn, cả chì lẫn chài mất hết. Sự thật là vậy. Riêng có một câu Phật hiệu để mà giải quyết tất cả vấn đề, nhưng mà phải thêm trợ hạnh trì chú đại bi, niệm Quan Âm, tụng kinh Di Đà, học kinh Vô Lượng Thọ, phóng sanh, ăn chay, in kinh, làm phước hồi hướng về cực lạc. Thôi nhiêu đó hết rồi. À, đúng 2 tiếng đồng hồ. Tuần sau tiếp tục chúng tôi lên giảng nữa ha quý vị ha. Tuần sau nữa đó là ngày mùng 5 tháng 6 âm lịch, tức là 7 tây tháng 7, giỗ sư cô Liên Phương. Quý vị sắp xếp được quý vị về ha. Dạ, A Di Đà Phật. Trước khi hồi hướng á, cái việc này đáng lẽ sắp xếp trước, nhưng mà cuối cùng thì mấy thầy có sắp xếp chương trình là có 8 vị, 4 cụ nam, 4 cụ ông, 4 cụ bà, một cụ ông bên Iceland mà nãy Giác Nhàn giới thiệu á. Những vị này niệm Phật rất là đắc lực, nhân cái tiện cúng dường trai tăng có một số quý Phật tử phát tâm tặng quà. Mời cụ ông lên đây, mời các cụ bà lên đây luôn ha. Quý vị cho chàng phá tay à. Ở chùa mình U80 nhiều lắm, nhưng mà lựa ra có ít thôi. Hôm nay có 8 vị, có một vị tỳ kheo, một vị sa di, có ông cụ đứng ở bìa bên dưới nhìn lên bên tay trái, đứng ngoài bìa luôn là cụ ông 87 tuổi bên Iceland. Ông cụ niệm Phật rất tinh tấn. Thì hôm qua Giác Nhàn nói là ông cụ niệm Phật mà chưa có vãng sanh là bởi vì gián đoạn niệm theo thời khóa. Bữa nay ông về ông niệm xuyên suốt luôn, lúc nào cũng niệm, đừng có gián đoạn là Phật rước ông về ngang. Ông kêu được, ông sẽ về ông làm. Thì hôm nay những vị này là Giác Nhàn cũng để dành món quà với vòng hoa. Đúng ra là 11 tháng 7 âm lịch mình làm cái chương trình là chúc thọ đồ cho quà các cụ, nhưng mà đợt này có ông cụ bên Iceland ổng về đó, tặng một mình ổng thì cũng kỳ quá, thôi tặng thêm mấy vị khác nữa, cho nên giờ mang quà ra tặng cho các cụ ha. Dạ, A Di Đà Phật. Vậy là chúng con xin thành tâm cung thỉnh để Đức Thích Nhượng Minh sẽ đại diện cho chư tôn đức dâng tặng vòng hoa cúng dường các cụ trong buổi lễ ngày hôm nay, để chúng ta cho một tràng pháo tay. Và giờ đây chúng con cũng xin thành kính cung thỉnh để Đức Thích Nhật Thiền hân hỷ khởi thân để dâng lên những món quà, phần quà cho các cụ trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin để chúng dành cho một tràng pháo tay. A Di Đà Phật. Quý vị cho anh chàng phá tay ha. Thôi về chỗ được ha. Chư Tăng đứng dậy để hồi hướng ha. Quý vị Phật tử chúng ta đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. See.